Với buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được lắng nghe những vị diễn giả dày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực, chia sẻ về thực trạng, khoảng cách giữa kỳ vọng của nhà tuyển dụng và năng lực của sinh viên, về giải pháp chuẩn bị đầy đủ hành trang để tự tin ứng tuyển thành công. Không chỉ vậy thì các bạn sinh viên còn có cơ hội được chữa CV miễn phí trong talk show và được trực tiếp đặt câu hỏi cho các vị diễn giả của chúng ta, khán giả của chúng ta. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của chương trình tối nay. Các bạn khán giả thân mến, trong thời đại hiện tại với sự phát triển nhanh chóng của thế giới dựa trên nền tảng dữ liệu, rất nhiều những ngành nghề đã và đang tích hợp công nghệ, đặc biệt là phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu suất công việc. Data Analytics đã trở thành một công cụ vô cùng quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra những quyết định chính xác. Vậy thì ngành nghề nào thực sự cần Data Analytics và để trở thành một ứng viên xuất sắc, sinh viên cần đáp ứng những yêu cầu, kỹ năng gì? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong buổi talk show ngày hôm nay với chia sẻ từ các chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Hy vọng là trong buổi talk show ngày hôm nay, các vị diễn giả sẽ chia sẻ với chúng ta không chỉ vì những kỹ năng cần thiết mà còn bật mí những tips hữu ích để giúp các bạn sinh viên tỏa sáng trong quá trình tuyển dụng. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa thì hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên ngay bây giờ. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới các vị diễn giả của chúng ta. Trong quá trình xem xét ứng viên ứng tuyển ở các vị trí phân tích dữ liệu cấp độ Fresher, các nhà tuyển dụng thường tập trung đánh giá những yếu tố nào để đảm bảo lựa chọn được ứng viên phù hợp nhất với vị trí đó? Xin mời xin phép được nhường mic cho anh Quang để anh có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ. Em xin mời anh ạ. Cảm ơn Nguyệt nhé. Thì anh cũng xin có một vài chia sẻ nhỏ ngắn thôi. Thì đứng trên cương vị là một chuyên viên quản lý chuỗi cung ứng, thì để có thể lựa chọn được các ứng viên phù hợp cho cái vị trí phân tích dữ liệu trong hoạt động quản lý chuỗi cung ứng hay là các bạn business analyst, thì anh cũng chỉ có hai cái tiêu chí. Đầu tiên là các bạn phải có kiến thức chuyên môn về hoạt động quản lý chuỗi cung ứng. Để nói rõ hơn thì hoạt động quản lý chuỗi cung ứng thì nó liên quan rất nhiều đến hoạt động quản trị doanh nghiệp, từ việc mà quản trị cung cầu đến quản trị sản xuất, quản trị kế hoạch nguyên vật liệu đến quản lý kho, logistics and transportation. Thì tất cả những cái mảng đấy thì bên anh là ưu tiên lựa chọn các ứng viên có cái nền tảng kiến thức, hoặc nếu mà có thêm kinh nghiệm về các phần đó thì là tốt nhất. Cái thứ hai thì là một mong muốn của bên anh khi mà lựa chọn các ứng viên là các ứng viên cần phải thể hiện được các cái tư duy và các kỹ năng cần thiết cho công việc. Thì đó là tư duy phản biện này, critical thinking này, tư duy logic này, hay là tư duy hệ thống. Về mặt kỹ năng thì chắc chắn là có kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu rồi. Ngoài ra thì còn một cái kỹ năng rất là quan trọng nữa, đó là kỹ năng giao tiếp và thuyết trình. Bởi vì hoạt động trong chuỗi cung ứng thì sẽ cần phải làm việc với rất là nhiều các phòng ban. Thì cái kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình thì nó sẽ giúp cho cái công việc của em sẽ diễn ra rất là tốt. Thì chắc là mời hai bạn diễn giả khác bổ sung thêm giúp anh các thông tin khác. Vâng, anh xin cảm ơn chia sẻ của anh Quang. Thưa chị Diệp, thì theo chị đâu mới là những yếu tố chọn ra ứng viên phù hợp ạ? Thực ra là đối với bên chị đi thì case study cụ thể thì bên chị có đang tuyển VA ở trong một phòng ban khá là đặc thù, đó là phòng ban R&D. Thì với cả ở trong ngành sản xuất thiết bị y tế nữa, nên là nó thực sự là cũng không quá quen thuộc đối với các bạn sinh viên hiện tại. Nên là những cái điều mà bên chị mong muốn tìm kiếm ở một bạn là fresher DA thì đầu tiên là bạn ấy sẽ có khả năng là willing to learn, bạn ấy sẵn sàng học hỏi về những cái phần mới này, sẵn sàng đảm nhận những công việc mới, và có thể là tuy mình chưa biết nhưng mà mình vẫn có khả năng. Điểm thứ hai nữa là có khả năng làm việc độc lập, có nghĩa là có khả năng tự nghiên cứu, tự học hỏi, tự tìm tòi và có thể tự đưa ra giải pháp, đưa ra những cái propose cho các anh chị line manager của mình. Thì cái đấy là cái điểm thứ hai. Và một cái điểm nữa thì chị nghĩ là liên quan đến mindset thì cũng rất là cần ở các bạn, đó là các bạn rất là mong muốn các bạn có một cái mindset rất là nhạy bén với các vấn đề, đặc biệt là những vấn đề mà liên quan đến team này, đến tổ chức hay là những vấn đề kinh doanh. Thì đấy là phần chia sẻ của chị. Cảm ơn anh, xin cảm ơn chị. Thưa anh Chính, không biết là góc nhìn của anh về vấn đề này như thế nào ạ? Ok em. Ở vị trí là một các bạn về DA thì ở level là fresher. Thì nhà tuyển dụng cũng mong muốn là với như nhà anh là nhà tuyển dụng thì anh mong muốn là các bạn sẽ có một cái kiến thức cơ bản
về SQL, về Power BI, có thể làm thêm một chút về Python nữa. Và quan trọng hơn nữa ấy, là cái khả năng làm việc nhóm cũng như là giao tiếp hiệu quả trong môi trường công việc. Thì đấy là những cái gì mà anh mong muốn nhận nhận thấy được ở cái một bạn là DA mà vai trò là fresher. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh. Vậy là các nhà tuyển dụng thì sẽ thường chú ý tới các yếu tố chính như là kiến thức chuyên môn, tư duy phản biện, mindset phù hợp với các kỹ năng mềm như là giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và tinh thần sẵn sàng học hỏi trong quá trình đánh giá và lựa chọn ứng viên cho công ty tổ chức. Thì các bạn sinh viên hãy nhớ kỹ ba yếu tố này để có thể tăng cơ hội trúng tuyển nha. Và chúng ta thường được nghe rằng kinh nghiệm làm việc không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn liên quan tới suy nghĩ và thái độ trong công việc. Tuy nhiên thì hầu hết các bạn sinh viên do chưa có nhiều cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, vậy nên là dẫn tới việc tư duy và thái độ của các bạn có thể chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Thì không biết là chị Diệp có thể chia sẻ với các bạn khán giả về những thiếu sót thường gặp trong tư duy và thái độ và cả những kỳ vọng của các công ty tổ chức đối với các bạn ứng viên trẻ được không ạ? Ok rồi, chị nghĩ là một câu hỏi rất là thú vị đấy. Thì đối với hai phần này thì chị sẽ muốn là chia sẻ hai phần riêng biệt. Đầu tiên là về mindset trước nhé. Thì chị nghĩ là các bạn là khi mà mới ra trường thì thường các bạn ấy sẽ có mindset là công việc của mình chỉ là những cái công việc rất là nhỏ, và có thể là công việc đó thì chưa thực sự có nhiều impact đến doanh nghiệp, nên là ví dụ các bạn ấy chưa thực sự là đặt nhiều cái tâm trí của mình cũng như là cái sự cố gắng của mình vào đó. Thì vì thế nên là khi mà có một cái sorry, không biết là bên chị có hơi ồn không nhỉ? Có hơi một chút ồn như chị ạ. Không phải lắm. Ok rồi, thế thì ok rồi, chị sẽ chia sẻ tiếp nhé. Vì là các bạn nghĩ là công việc của bạn nhỏ vậy nên là không gặp nhiều tâm huyết cho đến khi là giả sử như công ty có một cái vị trí chính thức nào đấy chẳng hạn, thì rất là công ty thường là sẽ mong muốn là các bạn fresh hay là các bạn intern có thể lên được cái vị trí đấy. Thì khi mà nhìn lại thì thực sự những bạn mà chưa đặt nhiều tâm huyết vào cái công việc của mình thì thường là các bạn ấy sẽ chưa có đạt đủ cái yêu cầu kinh nghiệm để lên cái vị trí chính thức đấy. Nên là điều bên chị rất là mong muốn là các bạn thì dù làm những cái việc rất là nhỏ thì các bạn sẽ đặt tâm huyết để khi mà có cơ hội thì các bạn ấy sẽ dễ dàng nắm bắt hơn. Dạ vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng thực tế và chi tiết vừa rồi của chị. Còn theo anh Quang thì không biết là anh nghĩ sao về vấn đề này ạ? Anh thì hoàn toàn đồng ý với những chia sẻ của Diệp. Thì về quan điểm của anh thì anh cũng hy vọng rằng có thể là sẽ các bạn ứng viên khi mà fresher, khi mà vào doanh nghiệp ấy, thì cố gắng là các bạn giữ cho mình một cái tư duy open mind, đừng tư duy là phát triển liên tục, là chịu khó suy nghĩ, đặt câu hỏi, tìm hiểu kỹ càng vấn đề. Thực ra các bạn khi mà vào các doanh nghiệp thì thường là các bạn sẽ được đào tạo, và có quá trình đào tạo này nó sẽ kéo dài đâu đó khoảng 1-2 tháng tùy thuộc vào từng người. Thì như Diệp vừa chia sẻ thì trong quá trình đào tạo này thì thường nó rất là nhàm chán, và thường là nó sẽ rất là rộng, rất là nhiều các phần, và có thể nó sẽ không liên quan đến em. Nên khi mà em cảm giác là nó không liên quan đến em thì em không tập trung, em không học, em không tìm hiểu. Thì nhưng anh chắc chắn rằng phải có lý do thì người ta mới training đào tạo em, và chính vì vậy thì nên các bạn nên cố gắng tập trung trong cái giai đoạn thử việc, hay là bắt đầu là các bạn fresh năm đầu tiên, mọi người lên cố gắng đặt câu hỏi, chịu khó suy nghĩ, tìm tòi để phát triển. Cố gắng không nên đặt cái tôi của mình lên quá cao. Thì một cái vấn đề mà anh thấy anh cũng gặp phải vài lần với các bạn Gen Z khoảng đâu đó khoảng 99 2000 bắt đầu vào công ty anh, thì thường là mọi người có sự tìm hiểu ở một vấn đề nhất định thôi, nhưng mà đôi khi mà đào sâu về cái vấn đề ấy thì mọi người cảm giác là mọi người chưa chưa hiểu rõ sâu về cái vấn đề ấy. Ngoài ra thì hình như là còn câu hỏi nó còn nói một chút về cái attitude, thái độ làm việc. Thì cái này thì anh chia sẻ thêm với các bạn sinh viên, thì mọi người là người mới ra trường, khi bạn tất nhiên là mọi người sẽ chuyển từ một cái môi trường là môi trường trường đại học giáo dục sang một môi trường là môi trường doanh nghiệp. Thì cái môi trường doanh nghiệp này nó có sẽ có những cái quy định, cái văn hóa riêng cho từng doanh nghiệp. Thì mọi người nên cố gắng có một thái độ làm việc đúng đắn, những cái quy định thì mình cố gắng lên theo, như là đi làm đúng giờ, trong giờ là không làm việc riêng, không vào Facebook, không vào Instagram, không vào những cái ấy. Và vấn đề giao tiếp nữa, giao tiếp với các đồng nghiệp hay các anh chị thì cũng mọi người cố gắng lễ phép.
Và đấy cũng là cố gắng để mình có thể trao đổi học hỏi được cho mọi người. Thì nếu mà mọi người có thể làm tốt những điều đó thì anh nghĩ là mọi người sẽ hòa nhập được vào cái văn hóa, vào doanh nghiệp thì tốt thôi. Và lúc đó thì mọi người có thể học thêm các thứ mà bắt đầu tăng tiến dần trong công việc. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Quang. Em tin chắc là những cái chia sẻ vừa rồi của anh sẽ giúp cho các bạn có được sự chuẩn bị kỹ càng cũng như là có thêm những kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình làm việc. Đối với lại các bạn sinh viên chuẩn bị hoặc mới ra trường hiện nay thì ngoài kiến thức sách vở được học tại trường lớp thì các bạn cũng cần đến những yếu tố khác để chứng minh được năng lực bản thân với nhà tuyển dụng, trong đó bao gồm cả kỹ năng chuyên môn và mức độ thành thạo trong việc sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu. Thì anh Quang ơi, không biết là anh có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn khán giả về những kỳ vọng của nhà tuyển dụng khi mà tìm ứng viên cho vị trí Data Analyst Fresher được không ạ? Ok em, cái này thì anh cũng chia sẻ với các em luôn. Thì quá trình tuyển dụng của bên anh thì có đâu đó có khoảng 3 đến 4 vòng. Trong đó thì có những cái bài kiểm tra về EQ, IQ này, vòng phỏng vấn với HR, và một vòng phỏng vấn là sẽ thực hiện một bài test ở trên Excel liên quan đến việc xử lý dữ liệu. Thì bài bài test đấy thì cũng tương đối ngắn thôi, nó đâu đó khoảng 15-30 phút. Tất nhiên thì chắc chắn nó sẽ không phải là các hàm đơn giản mà mọi người hay dùng như là sum hay average rồi, mà nó sẽ sử dụng những cái công thức tương đối phức tạp trong Excel, như là bắt đầu là index, mask, lookup value, offset các hàm window hoặc là các hàm dạng mảng. Thì cái đấy thì cũng là những cái công cụ dụng cụ, nếu mà các em sinh viên mà chưa có nhiều cái kiến thức sử dụng thì mọi người sẽ thường bị fail ở trong cái quá trình làm, bởi vì thời gian thì rất là ngắn mà mọi người sẽ phải xử lý một lượng dữ liệu tương đối lớn. Tất nhiên nếu mà em nào mà có kiến thức liên quan đến VBA tự động hoặc tự động hóa làm Excel, hay là thậm chí là Power BI Visualization thì sẽ là một điểm cộng rất lớn. Ngoài các cái công cụ mà sử dụng để phân tích dữ liệu như trên thì bên anh thì cũng tìm kiếm những cái ứng viên hiểu và có kinh nghiệm làm đối với các phần mềm ERP, đó là các phần mềm hoạch định các nguồn lực doanh nghiệp. Thì nổi bật trong đó thì có thể là SAP hay Oracle. Thì mọi người anh hy vọng là mọi người, các bạn sinh viên đang lắng nghe thì mọi người có thể tìm hiểu thêm nếu mà mọi người có thể muốn ứng tuyển vào vị trí phân tích chuyên viên phân tích trong hoạt động quản lý chuỗi cung ứng. Thì chắc là Vâng, nhờ Trình bổ sung thêm thông tin giúp anh này. Ok, vâng ạ. Thì với một cái người mà đứng trên vai trò một nhà tuyển dụng, thì anh kỳ vọng các bạn sẽ có một cái project nhỏ thể hiện được các cái khả năng về phân tích yêu cầu và đưa ra được cho anh những cái report và cái insight. Thì cái project này thì các bạn có thể xây dựng dựa trên những cái tập dữ liệu được public trên internet và show cho nhà tuyển dụng bên trong cái khi mà các bạn tham gia cái buổi phỏng vấn đấy. Đấy là cái điều được là một điểm cộng rất là lớn để có thể là thể hiện cho nhà tuyển dụng biết được là bạn đã thực hiện tìm tòi, bạn đã thực hiện làm các cái step by step như thế nào để có thể đưa được cái kết quả là các cái insight hoặc là các cái next action mà các bạn đã đưa ra, giống như là các cái công việc mà các bạn sẽ join vào trong công ty làm, cũng tương tự như là các task đó. Thì nó là một trong những, anh nghĩ là một trong những cái điểm cộng để cho em có thể là thể hiện tốt nhất trong trong cái vai trên cái góc nhìn của nhà tuyển dụng. Dạ vâng, và như vậy có thể thấy là các nhà tuyển dụng sẽ kỳ vọng tìm kiếm được những ứng viên có nền tảng cơ bản cũng như là có khả năng sử dụng các công cụ như là Excel, Power BI hay là những công cụ khác để có thể xử lý và phân tích dữ liệu. Ở bên cạnh đó thì các bạn sinh viên cũng nên có những cái project cụ thể để thể hiện được cái khả năng của bản thân. Điều này sẽ là một điểm cộng rất lớn cho các bạn khi mà tham gia vào việc tuyển dụng. Ngoài những cái kỳ vọng về kiến thức chuyên môn thì việc đánh giá ứng viên còn phải xem xét tới những kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc của ứng viên trong môi trường tổ chức chuyên nghiệp nữa, thì đây là một yếu tố không thể bỏ qua khi mà tìm kiếm một ứng viên phù hợp. Không biết là các vị diễn giả của chúng ta có thể gợi ý cũng như là chia sẻ một số những cái kỹ năng mềm mà các bạn sinh viên cần trang bị trau dồi để có thể làm việc hiệu quả dưới vai trò là một data analyst fresher được không ạ? Đầu tiên thì chắc là em xin phép được mời chị Diệp có thể giải đáp những cái thắc mắc này được không ạ?
Ok rồi, để nói về kỹ năng mềm của vị trí DA Fresher đúng không? Thì chị nghĩ là một trong những cái yếu tố tối quan trọng mà chị thấy anh Quang và anh Trình cũng có nhắc đến rồi, đó là khả năng giao tiếp, và chị muốn nói rộng hơn ở đây là khả năng kết nối mọi người. Thì đối với vị trí DA thì chắc chắn là các em sẽ không chỉ làm việc với phòng ban riêng của các em, mà các em sẽ cần đi thu thập những ý kiến này, cần tiếp nhận những cái bài toán từ những cái phòng ban khác nhau, từ những cái function khác nhau. Và mỗi bài toán, mỗi bộ phận thì sẽ có những có thể là những cái hoàn cảnh khác nhau, để những con người khác nhau, và về mặt tính cách cũng rất là khác nhau, và không phải ai mà các em làm việc cùng thì họ cũng sẽ gọi gọi là đồng điệu về suy nghĩ cũng như là về cái ý kiến đối với các em. Nên là chị nghĩ là khả năng kết nối mọi người ở đây thì rất là quan trọng. Và một cái điểm thứ hai nữa đó là khả năng mình có thể chắt lọc và kết chắt lọc thông tin, cũng như là biết cách đặt câu hỏi. Tại vì là khi mà một bên nào đó, một phòng ban nào đó đưa ra yêu cầu thì thường họ cũng sẽ nói tất cả những cái yêu cầu của họ ra, và đôi khi thì mình cũng sẽ không thể nào mà đáp ứng được tất cả những yêu cầu của họ. Vì thế là mình cần phải biết chắt lọc thông tin và biết cách đặt những câu hỏi để họ có thể đưa ra được cho mình là cái nào là cái ưu tiên hàng đầu, cái nào là cái ưu tiên thứ hai, hoặc là cái nào là cái mà có thể gọi là nice to have, là có cũng được, còn không có thì càng tốt, còn không có thì cũng chưa ảnh hưởng lắm chẳng hạn. Thì đấy là về kỹ năng mềm. Và một cái phần nữa thì chị nghĩ là nhất là các bạn trẻ cũng rất là nên trau dồi, đó là kỹ năng quản lý thời gian của mình. Tại vì là khác với công việc học thì chúng ta sẽ có một số môn nhất định trên trường và sẽ có những khoảng thời gian nhất định để học những cái môn đấy và thi chẳng hạn. Tuy nhiên thì khi mà vào một tổ chức thì công việc của chúng ta sẽ đến gần như là nó sẽ theo project này, nó sẽ bỗng nhiên nó pop up lên, hay là từ những phòng ban khác chẳng hạn, rồi bỗng nhiên một lúc nào đấy công việc nó sẽ dồn đến cho mình một cách rất là chị nghĩ là rất là overload luôn, nên là mọi người cũng sẽ cần phải biết cách sắp xếp thời gian và quản lý thời gian như nào cho hiệu quả. Thì Dạ đấy là về vâng, phần ý kiến của chị. em xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị. Thì anh Trình ơi, không biết là quan điểm của anh về những cái vấn đề này như thế nào, anh có thể tiếp tục chia sẻ cùng các bạn khán giả được không ạ? Anh nghĩ khi mà các bạn join một team mới, một team với cái vai trò là một người DA fresher, thì sẽ có nhiều bỡ ngỡ khi mà bắt đầu một công việc mà nó physical, bởi vì là anh cũng từng như các bạn thì cũng từng là bước chân ra khỏi ghế nhà trường và bắt đầu đi thực tập, rồi từ intern rồi lên fresher rồi lên junior. Thì anh nghĩ là các bạn ở cái vị trí đó thì các bạn nên là luôn luôn là đặt mình vào tâm thế của một người muốn học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng. Ngoài ra thì các bạn cần phải có cả cái khả năng giao tiếp hiệu quả cũng như là làm việc nhóm nữa, bởi vì là ở khi mà chúng ta học đại học, chúng ta học cấp 3 thì chúng ta có thể là làm những cái công việc nó độc lập, nhưng mà khi mà ra bên ngoài chúng ta làm cùng với công ty thì chúng ta sẽ có đội, chúng ta có đội, có nhóm, có từng phòng ban của chúng ta, có cả công ty của chúng ta, hoặc là làm trực tiếp với các cái công ty khác, thì đòi hỏi chúng ta phải có khả năng làm việc nhóm một cách hiệu quả. Ok, đấy là những cái gì mà anh nghĩ, suy nghĩ trong đó. Vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị từ phía của anh Trình. Các bạn sinh viên có thể thấy là kỹ năng giao tiếp, kết nối, chắt lọc thông tin hay là kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Bên cạnh đó thì quản lý thời gian cũng là một kỹ năng vô cùng quan trọng để các bạn sinh viên có thể kiểm soát được công việc tốt nhất. Và đó là những kỹ năng mềm quan trọng hơn học hành và bổ trợ cho những kỹ năng cứng. Thì qua phần chia sẻ vừa rồi của các diễn giả, có lẽ là các bạn sinh viên cũng có thể nhận thấy được sự khác biệt giữa những gì mình có và đâu mới thực sự là những điều mình cần. Vậy thì nguyên nhân của sự chênh lệch này xuất phát từ đâu? Thu Việt sẽ cùng các bạn sinh viên tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này ở phần tiếp theo. Trên thực tế hiện nay thì có rất nhiều ứng viên chưa thuyết phục được nhà tuyển dụng do chưa thể hiện được bản thân một cách phù hợp với những yêu cầu của tổ chức. Đâu đó luôn có những cái khoảng trống phổ biến mà sinh viên thường gặp phải, đặc biệt là khi ứng viên không hiểu rõ về vị trí và yêu cầu công việc, hoặc là không thể kết nối kinh nghiệm và kỹ năng của mình với đúng yêu cầu công việc đó. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thì anh Quang không biết là anh có thể chia sẻ với các bạn khán giả những khoảng trống thường thấy ở các bạn sinh viên được không ạ? Cảm ơn Nguyệt. Thì ngay trong câu hỏi của em thì em cũng đã chia sẻ cho anh rồi một cái vấn đề mà khoảng trống mà anh thường thấy đối với các bạn ứng viên mà khi mà gửi CV cho bên anh là khi mà anh duyệt, thì đầu tiên thì nó là các bạn không tìm hiểu về các cái yêu cầu công việc,
Thông thường anh thấy là các bạn ứng viên thì các bạn học viên, đặc biệt là các bạn sinh viên mới ra trường ấy, thì mọi người thường show ra cái mà mọi người làm tốt nhất, những cái kinh nghiệm mà mọi người có. Nhưng mà những cái kinh nghiệm, những cái tốt nhất của mọi người nó không match với cái nhu cầu của nhà tuyển dụng thì nó cũng không hề có cái ý nghĩa gì cả. Mọi người không 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 phải là mọi người cứ viết một cái CV rất là dài, rất là nhiều kinh nghiệm làm tất cả những cái mảng ấy, nhưng mà thực tế là trong những cái requirement nó lại không đáp ứng được điều gì. Thì những cái CV như thế thì bên anh cũng rất là tiếc nhưng mà vẫn phải loại. Cái thứ hai thì anh thấy là nó liên quan đến cách trình bày trong CV hay là thư ứng tuyển. Thì nhiều bạn thì anh cảm giác là mọi người chưa thực sự đặt mình vào vị trí của người đọc. Tức là người người chắc là người người sẽ xét duyệt hồ sơ cho các em ấy. Các em cố viết, cố trình bày theo một cái layout hay là gì mà các em nghĩ là nó sẽ đẹp, nhưng mà thực ra là nó tương đối là nó hơi khó đọc cho đối với những người tuyển dụng, bởi vì thường là mọi người sẽ phải đọc duyệt CV đâu đó 10 đến 20 CV. Tức là cái việc mà người ta lướt qua ấy, là chắc chắn rồi. Thế nên mình cần phải nhấn mạnh, biết đâu là điểm nhấn, đâu là điểm phải bỏ đi. Bây giờ cái xu thế thì là càng ngắn gọn, đơn giản, súc tích là đẹp nhất. Nếu mà mọi người đã làm hoặc là đi học những cái khóa học về visualization hay là trình bày báo cáo thì mọi người sẽ biết những cái thiết kế, cách thiết kế layout báo cáo ấy, thì mọi người cũng có thể từ cái đó mọi người thiết kế sang những cái CV của mọi người cho nó hấp dẫn với nhà tuyển dụng hơn. Thì đấy là một vài các cái khoảng gap mà anh muốn chia sẻ. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh. Và chắc là chúng em cũng muốn được lắng nghe thêm những chia sẻ từ phía chị Diệp ạ. Ok rồi. Thì chị thấy là anh Quang đã nói ra được một cái vấn đề mà chị nghĩ gần như là nó quan trọng nhất đối với khi nói về khoảng cách của các bạn sinh viên khi mà các bạn ấy mới đi làm. Thì chị cũng sẽ muốn bổ sung hơn một chút xíu nữa thôi. Thì đối với chị thì có một cái khoảng cách nữa mà các bạn ấy thường xuyên gặp phải, đó là các bạn ấy thiếu định hướng khi mà các bạn apply một công việc nào đó. Có nghĩa là khi mà các bạn ấy tìm hiểu chung về ngành data thì chẳng hạn, thì thực tế là chị nghĩ là data nói riêng đi thì nó cũng sẽ có rất là nhiều những mảng, rất là nhiều những công việc khác nhau, hay là thậm chí hơn nữa thì nó sẽ có rất là nhiều những cái domain khác nhau, làm những cái công ty có những cái industry khác nhau. Nên là cái việc mà các bạn ấy chỉ khi mà mới học, ví dụ mới học về Power BI hay SQL chẳng hạn, thì các bạn ấy cảm thấy ô em rất là thích đi làm về cái mảng data này, thế là công ty hay là vị trí nào về data các bạn cũng ứng tuyển, và các bạn ấy cũng chưa thực sự biết là cái vị trí đấy cái công việc thực sự là gì. Nên là chị nghĩ là khi mà mình còn trẻ, còn có thời gian thì mình cái việc mà mình trải nghiệm nhiều thì làm việc rất là tốt. Tuy nhiên thì chị nghĩ là mọi người cũng sẽ cần phải định hướng rõ hơn, ví dụ như là trong để chị nghĩ xem nào, ví dụ ở trong cái mảng A này mình sẽ có 3 function mà mình cũng chưa biết là mình thích cái nào, thì mình sẽ vẽ cái lộ trình ra là trong khoảng thời gian khoảng 6 tháng đến 1 năm này thì mình sẽ thử function đầu, nếu mà chưa hợp thì mình sẽ chuyển sang function thứ hai. Thì đó có nghĩa là nhà tuyển dụng thì không ngại những cái bạn mà thử nhiều hay là có nhiều kinh nghiệm mà nhảy việc ở những công ty khác nhau. Tuy nhiên thì chị nghĩ là cái phần mà liên quan đến định hướng thì các bạn cũng sẽ cần phải làm rõ trước khi mà các bạn sẽ apply làm một công việc nào đó. Vâng, em xin cảm ơn chị. Anh Trình ơi, không biết là theo anh đâu sẽ là những cái khoảng cách phổ biến mà các bạn sinh viên cần gặp phải ạ? Anh nghĩ thì có những cái khoảng gap mà sinh viên thường gặp phải trong quá trình mà ứng tuyển. Thứ nhất là các bạn thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế. Cái số 2 là CV của các bạn không nổi bật so với các cái ứng viên khác. Có thể nhá là các bạn ấy có điểm mạnh rồi đấy. Nhưng mà các bạn không show off, là không show là cho nhà tuyển dụng thông qua CV thì bọn anh cũng không thể nào biết được và lựa chọn bạn ấy trong cái quá trình phỏng vấn được. Cái số 2 là các bạn thiếu kỹ năng mà khi mà các bạn tham gia phỏng vấn, có thể là các bạn run quá, các bạn quên hết. Anh hỏi cái này thì các bạn bảo là em run em không trả lời được. Hay là đưa hỏi các bạn về câu A thì các bạn lại trả lời về câu B, hoặc là trả lời về nó hơi lan man một chút, thì anh nghĩ là đấy là những cái mà khoảng gap, hoặc là có thể là các bạn chưa định hình được là cái công việc mà các bạn muốn hướng đến là gì, gây ra cái việc là các bạn apply là bị nó không không match với cái mong muốn của các bạn. Đến lúc mà khi mà trong buổi phỏng vấn rồi ngồi trao đổi với nhau rồi thì mới hiểu ra là ok, hóa ra là em không thích cái công việc này.
Kiểu như thế thì có thể nắm bắt thời gian của cả hai bên, nhà tuyển dụng lẫn cả ứng viên. Và đấy là những cái kênh thực tế mà anh gặp phải, thì anh muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết được. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh. Như vậy là một số gap phổ biến nhất mà các nhà tuyển dụng thường gặp phải, đó là các bạn ứng viên thiếu định hướng khi mà apply công việc, cũng như là chưa hiểu rõ về vị trí việc làm, dẫn đến việc CV của các bạn chưa phù hợp với mong muốn của nhà tuyển dụng. Và các bạn cũng cần lưu ý hơn về những hình thức CV để có thể thu hút, tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng nha. Như anh chị đã nhắc tới thì cơ hội việc làm ở các ngành nghề tương đối rộng. Ở đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều sinh viên chưa định hình được rõ về công việc mà họ muốn làm. Điều này thì dẫn đến sự thiếu hiểu biết về lĩnh vực mà họ đang ứng tuyển. Vậy thì các diễn giả có thể phân tích thêm cho các bạn sinh viên để hiểu hơn về thực trạng, nguyên nhân của tình trạng này, giúp các bạn có cái nhìn tổng thể hơn về tính chất công việc của mảng data công ty mình đang tuyển dụng được không ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ phía của anh Trình ạ. Ok, thì với một cái cây nó khá là chi tiết như sau này, anh đã gặp phải là khi mà anh thực hiện tham gia phỏng vấn một cái bạn mà bạn ấy ứng tuyển một cái vai trò với cái vị trí là data analyst, nhưng mà bạn ấy lại là một bạn BA. Và khi mà tại vì đến phỏng vấn và khi mà nói chuyện với hỏi ra mới biết được là bạn ấy nhầm nhầm lẫn giữa hai vị trí BA và DA. Trong cái vị trí DA ấy, thì bọn anh cần một bạn có những kỹ năng chuyên môn như là SQL, về Python, về Power BI, hoặc là một số cái kỹ năng liên quan Excel. Đó. Nhưng bạn lại chưa có những cái kỹ năng này, và chỉ có những kỹ năng liên quan đến phân tích yêu cầu của BA thôi. Nên đã không match được với công việc, nên cái trường hợp này là những trường hợp mà khá đáng tiếc trong cái trường hợp mà trong những cái mà cây mà anh vẫn. Dạ vâng, vậy là một trường hợp rất là thực tế. Em xin cảm ơn chia sẻ của anh. Thưa anh Quang thì không biết là anh có thể chia sẻ những suy nghĩ của anh về vấn đề này được không ạ? Ok, thì đầu tiên thì cảm ơn sự chia sẻ của Trình về 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 việc cái sự khác biệt giữa DA và BA. Anh thấy là chắc là các bạn sinh viên thì cũng hay thường hay nhầm lẫn về hai cái job này. Thì đứng trên cương vị là một supply chain analyst hay là thì công việc của anh sẽ nghiêng về phía BA nhiều hơn, là những người mà phân tích các nghiệp vụ kinh doanh. Thì mấy năm gần đây thì các doanh nghiệp Việt Nam thì gần như là bắt đầu nhận ra được cái tầm quan trọng của hoạt động quản lý chuỗi cung ứng. Hồi trước thì thực ra là quản lý chuỗi cung ứng đã luôn luôn có thôi, nhưng mà mọi người thì không 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 đặt tên cho nó thành hoạt động quản lý chuỗi cung ứng, mà nó sẽ được đặt dưới nhiều cái tên như purchasing, logistics hay là tất cả những cái tên khác. Thì bây giờ khi mà các doanh nghiệp mới bắt đầu là không chỉ các doanh nghiệp lớn mà còn các doanh nghiệp vừa mà đã bắt đầu có cái phòng liên quan đến hoạt động quản lý chuỗi cung ứng rồi, thì các cái cơ hội việc làm đối với ngành này thì anh ấy là tương đối rộng mở. Thì mọi người cũng có thể tìm hiểu thêm bởi vì hoạt động chuỗi cung ứng thì bao gồm rất nhiều các nhóm bên trong, từ cái nhóm liên quan đến mảng lập kế hoạch này, nhóm quản lý cung cầu này, nhóm kho vận này, nhóm vận chuyển này. Vận chuyển thì có vận chuyển bên ngoài này, vận chuyển nội bộ này, và tất cả các nhóm ấy thì đều có các nghiệp vụ liên quan đến việc phân tích và xử lý dữ liệu nhé. Lượng dữ liệu của nhóm phân tích quản lý chuỗi cung ứng là gần như là rất lớn, bởi vì chúng ta sẽ phải làm việc như mọi người biết thì là chúng ta sẽ làm từ việc đầu thu mua cho đến sản xuất cho đến bán hàng, tất cả những cái phần đó thì chúng ta đều cần phải có kiến thức, đều phải thu thập dữ liệu này, xong rồi phân tích để giải quyết những cái bài toán tối ưu các cái hoạt động. Thì đấy là một cái chia sẻ của anh về cái cơ hội việc làm trong cái mảng data trong ngành supply chain. Dạ vâng, anh Quang ơi, em có thấy là anh có nhắc đến các phần mềm ứng dụng như là ứng dụng DA với việc trong việc sử dụng trong cái lĩnh vực logistics và supply chain như là phần mềm hoạch định SP, ERP với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DA thì không biết là anh Trình có thể giúp chúng em hiểu sâu hơn về data ở các phần mềm đó được không ạ? Ok, thì như anh Quan có nói ở bên trên đúng không, thì chúng ta có rất nhiều là phần mềm trong doanh nghiệp của chúng ta, đặc biệt là những cái doanh nghiệp lớn. Chúng ta có rất nhiều phần mềm, chúng ta có phần mềm quản trị nhân sự, quản lý nhân sự, chúng ta có phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho vận. Thì các bạn lưu ý là tất cả các phần mềm nó đều có cái gọi là database, và database là nơi lưu trữ tất cả dữ liệu, và
cái khi mà các bạn là mà người data analyst á, thì cái công việc của bạn chủ yếu sẽ xoay quanh cái việc là sẽ sử dụng những cái công cụ như là SQL này, sử dụng công cụ là Power BI hay là Tableau hay là Python hay là R để có thể thực hiện phân tích dữ liệu dựa trên những cái database đó để đưa ra được cho thứ nhất là stakeholder của chúng ta đúng không? Những người sếp của chúng ta hay là ban giám đốc của chúng ta, của công ty chúng ta biết được là ok chúng ta có insight gì trong cái đống data đó, hay là chúng ta sẽ có những cái next action gì để chúng ta có thể là phát triển công ty, đưa ra được những chiến lược, đưa ra được những hoạch định dựa trên những cái dữ liệu mà chúng ta đang có đó. Thì đấy là những cái công việc mà chủ yếu mà các bạn sẽ là cái người mà thực hiện khi mà join vào cái vị trí là data analyst này. Dạ vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ chuyên môn từ phía anh Quang và anh Trình. Thì như chia sẻ của hai anh, các bạn sinh viên có thể thấy được là trước khi tuyển dụng ứng tuyển vào một vị trí nào đó thì cần hiểu rõ về nó, và để làm được điều đó thì các bạn nên đọc kỹ JD xem công việc đó là như là gì, như thế nào, và bản thân đã đáp ứng được những yêu cầu đặc thù của công việc để tránh nhầm lẫn khi nộp hồ sơ. Bên cạnh những việc ứng viên phải hiểu rõ về điều mình mong muốn cũng như là tính chất của công việc mà mình đang ứng tuyển thì có hai yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp nhà tuyển dụng đánh giá được chính xác những yếu tố đó ở các bạn, đó chính là cách viết CV và kỹ năng phỏng vấn. Vậy thì với các bạn sinh viên chưa đi làm, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế thì việc chuẩn bị được một CV có sức thuyết phục là một thách thức không hề nhỏ. Vậy thì thưa chị Diệp, chị có thể cho chúng em được biết được những cái điều còn thiếu sót phổ biến ở trong CV của bạn sinh viên là gì? Và nhà tuyển dụng thường kỳ vọng điều gì ở CV của các bạn sinh viên? Đâu sẽ là điểm được đánh giá cao hơn ở các CV chưa có nhiều kinh nghiệm ạ? Ok rồi. Thực ra là đối với chia sẻ thực tế của chị thì chị cũng phải công nhận một điều là càng ngày thì các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, thì các bạn cũng rất là trau chuốt cho cái phần CV của mình, và chị thấy là cũng sẽ không phải là quá nhiều những bạn mà chưa có cái kỹ năng viết CV hay là chưa có sự chuẩn bị nhiều CV đâu. Nhưng mà tuy nhiên thì chắc là chị cũng sẽ chỉ ra một số điểm khi mà chị đọc rất nhiều CV của các bạn một ngày. Thì đầu tiên thì chị sẽ thấy được một điểm, đó là các bạn ấy có một form CV và các bạn đang mang đi ứng tuyển rất là nhiều những công ty khác nhau. Và thực tế là nếu mà các công ty bạn đi ứng tuyển nó cùng một vị trí chẳng hạn, hay là cùng một gọi là cùng một cái industry chẳng hạn, thì nó sẽ không sao. Tuy nhiên thì các bạn ấy cũng rất là trau chuốt viết về phần mục tiêu này, xong rồi viết những cái kinh nghiệm liên quan cảm thấy phù hợp với công ty đi. Ví dụ các bạn ấy apply ở công ty của chị đi, mà các bạn ấy lại bảo là rất là mong muốn có thể làm DA ở Unicharm chẳng hạn. Thì thấy cái điều đấy thì rất là cái điều chị nghĩ là rất là tối kỵ đối với nhà tuyển dụng khi mà đọc, mà có thể là kể cả là bộ phận nhân sự có thể bảo là ok thì kinh nghiệm của bạn này cũng như kỹ năng của bạn này rất tốt, thì các anh chị hiring manager, các anh chị có thể bỏ qua được không? Nhưng mà khi mà mình viết một cái định hướng như vậy ở trong cái CV của mình thì thường là các anh chị, nhất là những anh chị ở phòng ban chuyên môn ấy, thì thường là các anh chị sẽ không muốn nhận những cái bạn mà có cái định hướng không đúng như vậy. Mà một điểm thứ hai nữa thì chị thấy là hình như anh Trình và anh Quang có nhắc ở trước đây là các bạn ấy viết CV show off quá là nhiều và viết một cách CV rất là rông dài. Và điều đấy thì sẽ khiến là cái CV của bạn có rất là nhiều thông tin nhưng mà không có thông tin nào là điểm nhấn chẳng hạn. Thì ví dụ như là một ngày đối với chị là một người tuyển dụng đi, thì đối với những cái chương trình mà tuyển các bạn fresh ấy, thì có thể là một vị trí nhận được đến tầm 200-300 CV chẳng hạn, thì bọn chị cũng sẽ không thể dành nhiều thời gian để có thể đọc và đọc chi tiết cũng như là lọc những cái thông tin từ những CV của các bạn được. Cho nên là thường là cái quá trình lướt qua CV rất là ngắn để xem là bạn này có một cái highlight gì nổi bật ở trong CV không. Nên là chị nghĩ là cái việc mà trình bày CV một cách rông dài và không có điểm nhấn thì sẽ khó lòng khiến nhà tuyển dụng có thể ở lại CV của bạn lâu được. Thì đấy là hai điểm mà chị muốn chia sẻ về các lỗi của bạn. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Anh Quang ơi, không biết là anh có thể tiếp tục chia sẻ về chủ đề này với chúng em được không ạ? Anh thấy Diệp thì cũng đã chia sẻ rất là đầy đủ rồi. Thực ra về về cá nhân anh thì chắc chỉ bổ sung một phần tương đối nhỏ thôi. Thì khi mà các bạn ứng viên gửi những cái CV ấy, thì thường là trong cái phần các cái kinh nghiệm thì các bạn hay đề cập đến các thông tin về achievement. Thì nhiều cái này thì anh đang thấy là một lượng
tương đối lớn, các bạn đưa ra những cái thông tin achievement nó không rõ ràng và đầy đủ. Ý ở đây là khi các bạn đã làm các công việc liên quan đến phân tích thì anh hy vọng là mọi người sẽ phải hiểu là việc cung cấp đầy đủ các dữ kiện là quan trọng. Ví dụ là mọi người đã là từng làm một doanh nghiệp, mọi người đã tối ưu hoạt động vận chuyển này, tối ưu hoạt động bán hàng này, tăng trưởng bán hàng là như thế nào ấy, tăng trưởng bán hàng nhiều này, thì những cái tính từ hay là những cái trạng từ liên quan này là tối ưu nhiều hơn này, vượt trội này, tăng trưởng vượt trội này, thì là nó những là từ không rõ ràng trong cái mặt phân tích. Anh hy vọng là mọi người sẽ nói tiết kiệm thì bao nhiêu phần trăm, số tương đối là bao nhiêu, tiết kiệm là 50% so với năm trước, tăng trưởng sale là 30% so với cùng kỳ tháng trước, cùng kỳ năm trước đó là bao nhiêu tiền. Đấy là những cái thông tin nó phải tương đối là rõ ràng và mạch lạc, những cái thông tin đấy nó có thể là điểm nhấn, chứ nếu mà các em viết quá chung chung thì gần như là anh sẽ lướt qua và anh không đọc lại. Còn nếu mà nó có đầy đủ, đầu tiên là con số phần trăm, sau đó đó số tiền, thì cái đấy thì anh sẽ ấn tượng hơn. Thì đấy anh chỉ góp ý thêm một chút cho các bạn CV để các bạn hoàn thiện hơn thôi. Vâng, em xin cảm ơn anh. Và các bạn sinh viên lưu ý là trong quá trình làm CV thì các bạn nên có một cái định hướng phù hợp với lại công ty, làm sao để làm nổi bật được những cái điểm mạnh, kỹ năng của mình, cũng như là đưa ra được những cái số liệu chính xác trong những cái phần achieve của mình. Để tránh những cái sai sót đó thì để tránh những cái sai sót đó sẽ khiến cho các bạn có thể viết ra được một chiếc CV hoàn chỉnh hơn. Và thưa các bạn khán giả, thì viết CV đã khó, phỏng vấn có lẽ còn khó hơn khi mà các bạn ứng viên sẽ phải mặt đối mặt với nhà tuyển dụng và để chứng minh bản thân là người phù hợp nhất với vị trí được ứng tuyển, thì việc thể hiện được tốt trước nhà tuyển dụng là yếu tố không thể thiếu đối với lại bất kỳ ứng viên nào. Đây không chỉ là một bước quan trọng để chứng minh sự phù hợp của mình với vị trí đó, mà còn là cơ hội làm nổi bật cái tôi, cái cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên thì kỹ năng phỏng vấn làm việc lại là một rào cản lớn đối với các bạn sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc. Để giúp các bạn khán giả có cái nhìn sâu sắc hơn, thì em xin phép được mời anh Trình, anh có thể chia sẻ với lại các bạn khán giả về những vấn đề khi mà phỏng vấn với các bạn sinh viên hay gặp phải dẫn đến mất điểm trong các nhà tuyển dụng được không ạ? Ok, thì điểm đầu tiên mà anh nghĩ các bạn cần phải lưu ý khi tham gia một buổi phỏng vấn là luôn đến đúng giờ hoặc đến trước 10 phút. Tiếp theo đó là các bạn, chúng ta cùng thành thật khi mà trả lời những cái câu hỏi của nhà tuyển dụng. Cùng với đó là anh cũng đánh giá hơn cả là về thái độ của các bạn ứng viên. Bởi vì thành thật mà nói thì các bạn đều là data analyst mà phỏng vấn vị trí mà fresher thì cũng chưa có, thì nhà tuyển dụng cũng sẽ chưa đặt quá nặng là các bạn phải có trình độ chuyên môn như này, có thành tích như này, mà chủ yếu sẽ đánh giá nhiều hơn. Thứ nhất là về thái độ, ham học hỏi, ý chí cầu tiến, cũng như là tư duy logic của các bạn, để có thể nhìn nhận được xem là các bạn có tiềm năng phát triển được hay không. Thì đó là những cái điểm mà anh nghĩ là các bạn cần phải lưu ý khi mà tham gia phỏng vấn cùng với nhà tuyển dụng ở vị trí liên quan đến DA này. Dạ vâng, chúng em xin được cảm ơn phần chia sẻ của anh ạ. Chị Diệp ơi, chúng em cũng rất mong muốn được lắng nghe những chia sẻ từ phía của chị ạ. Ok rồi, thì chắc hẳn là sau một CV thì chị cũng sẽ đến với vòng phỏng vấn. Thì chị thấy là trước mỗi vòng phỏng vấn thì bộ phận nhân sự của bọn chị thì cũng sẽ đều gọi điện hẹn các bạn phỏng vấn và cũng nốt rất là kỹ những cái thông tin lại cho các bạn, là các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì này, sẽ có những cái phần nào ở trong buổi phỏng vấn sắp tới sẽ diễn ra, và cũng như là một số những cái thông tin lưu ý khác, là xử như nếu mà các bạn phải đi đến văn phòng công ty, hay là khoảng cách, hay là thời gian mà các bạn làm việc, thời gian mà các bạn đi phỏng vấn thì là như thế nào, và thậm chí là kể cả bên chị cũng sẽ giới thiệu rất là gọi là giới thiệu những cái nhìn tổng quan về cái phòng ban mà các bạn đang ứng tuyển, để cho các bạn có một cái sự chuẩn bị tốt nhất khi mà các bạn gặp những cái anh chị ở quản lý trực tiếp của mình trong tương lai. Ừ. Tuy nhiên thì chị thấy là cũng cũng có một số các bạn là các bạn ấy thực sự là vẫn chưa thực sự chuẩn bị kỹ về cái phần giới thiệu về bản thân mình, cũng như là show được làm thế nào show được hết những cái khả năng của mình. Giới thiệu bản thân ở đây thì chị nghĩ là nó cũng không hẳn là giới thiệu những cái thông tin cơ bản đâu, mà mình cần phải chuẩn bị tất cả những cái thông tin mà mình mong muốn nói về bản thân cho nhà tuyển dụng. Có nghĩa là ngoài những thông tin cơ bản ra thì tại vì các em là thường sẽ không chưa có kinh nghiệm làm việc đi, thì chị chẳng hạn hay là các anh chị chuyên môn quản lý chuyên môn cũng rất mong muốn có thể hỏi
và trong cái quá trình học tập của em ở trên trường, hay là giả sử như em có đi học một khóa học ở bên ngoài, ví dụ như là của trung tâm Dataport chẳng hạn, thì các anh chị sẽ rất là mong muốn hỏi kỹ là ở trong cái khóa học đấy hay là trên cái môn học đấy các em học những cái những cái phần nào nhỏ hơn, và trong cái phần nhỏ đấy thì em học cụ thể hơn là những cái mảng nào. Tuy nhiên thì có một số bạn là chưa chuẩn bị kỹ, nên là các bạn ấy chỉ cho rằng là ok em đã học những học phần này, những môn này, còn cụ thể hơn ở trong cái môn học đó thì em cũng không nhớ lắm là em học cái gì. Thì có thể là trong lúc làm việc em sẽ nhớ, nhưng mà thực sự thế thì chị nghĩ là nhà tuyển dụng sẽ không đánh giá cao những cái bạn như vậy. Nên là các bạn ấy, chị nghĩ là những cái câu hỏi mà ví dụ như họ sẽ hỏi trong phòng phỏng vấn nhân sự hay phỏng vấn chuyên môn thì sẽ đều có rất là nhiều ở trên mạng rồi. Nên là chị nghĩ các bạn cũng sẽ cần phải dành thời gian trước cái vòng phỏng vấn đó để các bạn tham khảo qua những câu hỏi đó và chuẩn bị kỹ những câu trả lời của mình. Và một cái điểm nữa là chị thấy là các bạn chưa chuẩn bị kỹ được những cái tình huống có thể xảy ra ở trong vòng phỏng vấn. Không biết có gọi tình huống có đúng không, nhưng mà chị có thể ví dụ được là ví dụ như bạn ứng tuyển ở một công ty đa quốc gia thì bạn cũng sẽ cần phải hình dung được là maybe sẽ có vòng phỏng vấn tiếng Anh, hoặc là gần như là bắt buộc sẽ có phần phỏng vấn tiếng Anh chẳng hạn. Hoặc là bạn đang phỏng vấn một vị trí liên quan đến dữ liệu đi. Thì chắc hẳn thì bạn sẽ có một cái phần làm thế nào để nhà tuyển dụng có thể test được cái gọi là cái kỹ năng xử lý dữ liệu của bạn. Chắc chắn thì bạn sẽ có một cái bài test liên quan đến Excel này, hay liên quan đến Power BI chẳng hạn, hay là đối với những bộ phận khác, ví dụ như là bộ phận supply chain của bên chị hay là bộ phận ở dưới sản xuất, thì thường là cũng sẽ chưa đánh giá được quá nhiều về kỹ năng, thì thường các anh chị sẽ đánh giá cái khả năng xử lý tình huống của các bạn qua những cái bài case study. Thì thường là nó cũng sẽ có một số những cái phần như vậy, và bên chị thì cũng sẽ có báo trước cho ứng viên rồi, nên là chị cũng rất là mong các bạn khi mà các bạn apply vào một vị trí hay một công ty nào đó thì các bạn cũng nên lường trước được là sẽ có những cái phần đấy xảy ra trong cái buổi phỏng vấn, để các bạn có thể chuẩn bị kỹ hơn ngoài cái phần liên quan đến CV của mình. Thế là câu trả lời của chị. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị Diệp về câu trả lời rất là bổ ích vừa rồi. Một buổi phỏng vấn thành công là khi mà các bạn ứng viên chuẩn bị thật kỹ những thông tin cần thiết và có thể thông qua câu trả lời của mình bộc lộ những tư duy, tố chất, thái độ ham học hỏi và ý chí cầu tiến để có thể chứng minh được sự phù hợp của bản thân đối với vị trí tuyển dụng. Vâng, và chúng em rất cảm ơn những anh chị về phần chia sẻ vừa rồi. Chắc hẳn là các bạn sinh viên đã phần nào hình dung được thực trạng về khoảng cách giữa kỳ vọng của nhà tuyển dụng và năng lực của sinh viên. Người tin chắc rằng là ngay lúc này đây thì câu hỏi lớn nhất mà các bạn sinh viên đang quan tâm có lẽ là sinh viên cần làm gì để có thể thu hẹp khoảng cách thực trạng ấy, và làm thế nào để có một hành trang vững chắc khi mà bước chân vào thị trường lao động. Để có thể chuẩn bị những hành trang tham gia vào thị trường lao động hiệu quả thì điều đầu tiên mà tất cả các bạn sinh viên cần phải có đó là một định hướng về lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp với mong muốn khả năng của mỗi người. Tuy nhiên thì có rất nhiều bạn sinh viên vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm ra con đường cho chính mình. Vậy thì các anh chị diễn giả có thể cho các bạn sinh viên những lời khuyên để có thể tìm ra định hướng phù hợp được không ạ? Em xin nhường mic cho anh Trình để anh có thể chia sẻ sâu hơn ạ. Ok, cảm ơn em. Trước tiên ấy thì anh nghĩ là chúng ta cần phải xác định được là chúng ta thích công việc như thế nào, chúng ta đam mê làm những công việc như thế nào. Tiếp theo đó là sẽ tìm hiểu về các cái ngành nghề và cái kiến thức domain trong cái ngành nghề đó, trong những cái công việc đó. Tiếp đến thì mới tiếp tục là mình sẽ thực hiện trau dồi các kỹ năng về chuyên môn như là Excel này, SQL, Python, Power BI để có thể thông qua được các cái công việc thực tế. Để có thể là thông qua những công việc thực tế này rèn luyện được cho chúng ta về thứ nhất là cả về cái domain của chúng ta, và cái thứ hai là chúng ta rèn luyện về cả về các cái kỹ năng liên quan đến chuyên môn, và cũng cả chúng ta phải rèn luyện cả về kỹ năng mà liên quan đến kỹ năng mềm, cũng là một những cái điều rất là cần thiết. Thì anh nghĩ là đấy là một trong những điểm đầu tiên để chúng ta có thể là có một cái hành trang tốt nhất để chúng ta có thể biết được là chúng ta sẽ có thể join vào thị trường lao động. Đấy là những cái gì mà anh nghĩ khi mà về cái việc mà chúng ta sẽ xác định cái mục tiêu nghề nghiệp của chúng ta là những điều quan trọng nhất. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh. Không biết là chị Diệp có lời khuyên nào khác cho các bạn sinh viên không ạ? Ok,
Đối với phần này thì chị nghĩ là có một số những cái kênh thông tin ngoài những cái phương tiện truyền thông, ví dụ như là ở trên fanpage hay là ở những cái website chẳng hạn, thì chị nghĩ là một cái công cụ rất là hiệu quả đó là các bạn có thể xin referral của các anh chị mà đang làm ở công ty hoặc là đã từng làm ở công ty. Thì chị nghĩ là đối với những anh chị đó thì các anh chị cũng sẽ đưa cho các bạn rất là nhiều những cái kinh nghiệm trải nghiệm thực tế khi mà các anh chị đã từng làm ở công ty đó rồi, thì đấy là cái điều thứ nhất. Và chị đang cảm thấy là đối với những cái ứng viên mà chị đang tuyển dụng đi, thì chị cảm thấy là đối với những cái bạn nào mà đã xin kinh nghiệm của những người mà có thể là liên quan về cái ngành nghề đấy chẳng hạn, hay là những anh chị mà thậm chí đã làm ở công ty rồi, thì thường các bạn ấy sẽ có một cái hình dung sát với thực tế hơn là doanh nghiệp thực sự là hoạt động như nào. Thì chị nghĩ đấy cũng là một cái cách để các bạn có thể nắm bắt được về cái định hướng cũng như là xây dựng cái lộ trình phát triển của mình trong tương lai. Và cái phần thứ hai thì như chị cũng có chia sẻ ban đầu ấy, là các bạn cũng có thể là tìm hiểu kỹ hơn về những cái mảng nhỏ trong vị trí đó và chia ra những cái lộ trình phát triển của mình là sau bao lâu thì mình muốn thử sức ở cái mảng này, hoặc là giả sử như là các bạn sau khi các bạn tìm hiểu rất là nhiều những cái mảng khác nhau rồi mà các bạn vẫn chưa biết được là ý là vẫn chưa hình dung được cái công việc đấy nó như thế nào ấy, thì chị nghĩ là có một số những cái phần mà các bạn ấy có thể test được, ví dụ như là test về mặt tính cách này, về mặt năng lực của mình này chẳng hạn. Ví dụ như là thường các anh chị hiring manager ngoài cái JD mà các anh chị ấy gửi cho phòng nhân sự nhé, thì thường là bộ phận nhân sự của chị thì cũng sẽ mong muốn các anh chị chia sẻ về chân dung của một ứng viên mà các anh chị đang mong muốn tuyển cho một cái vị trí này. Thì có thể các anh ngoài những cái kỹ năng về chuyên môn đi, thì các anh chị sẽ ví dụ là cái vị trí này thì sẽ cần là vị trí, ví dụ như là bên em thì đang tuyển cũng sẽ có tuyển vị trí planning ở bên SCM liên quan ạ. Thì thường là ví dụ SCM thì sẽ thường thích những cái bạn nào mà đầu tiên là tư duy rất là sắc bén này, chủ động về vấn đề này, và gần như là khi các bạn ấy vào công ty thì các bạn ấy có thể sử dụng thành thạo các công cụ mà không cần anh chị hướng dẫn nhiều, để các bạn ấy có thể đi làm về phần về production planning hay là material planning. Còn ví dụ như là bộ phận kế toán thì tùy đặc thù của những cái phòng ban đi, ví dụ một số phòng ban liên quan đến về thanh toán chẳng hạn, thì các anh chị sẽ thích là bạn nào mà như nào là ngoan hiền này, chăm chỉ và làm rất là tỉ mỉ cẩn thận. Như là ví dụ phòng ban về kiểm soát chi phí của kế toán đi, thì sẽ cần một bạn nào có cái nhìn rất là sắc bén này, và thường là thích tìm hiểu và có cái như nào nhỉ, có một cái mindset là mình sẽ tìm hiểu tổng quan về tất cả những cái mọi mặt ở trong business, và làm thế nào để ví dụ như phòng ban kế toán gửi cho mình một cái invoice như thế này và mình chỉ cho họ được cái lỗ sai ví dụ như thế chẳng hạn. Thì chị nghĩ là mỗi phòng ban hay là mỗi cái vị trí thì nó cũng sẽ đều có một cái chân dung ứng viên riêng, thì các bạn có thể dành thời gian để tìm hiểu để xem là cái tính cách cũng như là cái định hướng phát triển trong tương lai của mình có phù hợp với cái chân dung ứng viên của phòng ban đó không. Thì đấy là chia sẻ của chị. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị Diệp. Dạ không biết là anh Quang ơi, anh có lời khuyên nào dành cho các bạn khán giả không ạ? Anh thấy cả Diệp và Trình thì cũng đều đã nói và tương đối đầy đủ hết tất cả rồi, thì anh chắc chỉ bổ sung thêm ý của hai bạn thôi. Thì cái vấn đề mà xác định mục tiêu nghề nghiệp cho các bạn ứng viên trẻ tham gia vào cái thị trường lao động mới thì anh nghĩ là cái vấn đề này là muôn thuở rồi, nhưng mà đấy thì để có thể mà các bạn ấy có thể có một lộ trình phát triển nghề phù hợp với cái khả năng và mong muốn của mình, thì đầu tiên thì anh nghĩ là các bạn nên tìm hiểu sâu về bản thân mình, các bạn ấy hiểu bản thân mình muốn gì. Bởi vì thực tế là các cái công việc về DA hay BA nó cũng không phải là màu hồng đâu, nó cũng tương đối vất vả. Thực ra mấy năm đầu mà anh làm công việc supply chain analyst thì anh thấy cũng hơi rất là stress, bởi vì anh gần như phải bơi trong một cái đống dữ liệu, nó không vui đâu, nó không vui, nó không màu hồng đâu. Mọi người cứ nghĩ là nó làm sẽ làm những cái báo cáo, xong rồi làm đưa ra những cái số liệu, đưa ra được những cái insight, nhưng mà thực ra là tìm kiếm cái insight nó đâu có phải là dễ. Các em cần phải có một cái tư duy rất là sắc bén để các em nhận diện được những cái điều bất thường trong những cái điều bình thường đấy, nên cố gắng là mọi người tìm hiểu được cái mong muốn thực tế của bản thân trước khi, chứ nếu đừng làm 1-2 năm rồi các em lại chán, các em ồ công việc này không phù hợp với em lại phải tìm ra một cái công việc khác, thì như thế thì nó rất lãng phí thời gian. Còn anh nghĩ là đấy, cũng như chị chia sẻ, thì nếu mà sau khi các em đã xác định các em muốn gì thì các em có thể học thêm các khóa học chuyên sâu,
Nhưng bây giờ thì cả các khóa học online hay offline thì đều rất là phổ biến, kể cả các nước ngoài như ở Việt Nam như Databot cũng là một trung tâm hợp tác của Microsoft. Ngoài ra thì các trên trang Coursera này, LinkedIn thì cũng đều có rất là nhiều các khóa học để mọi người có thể tìm hiểu thêm. Thì sau khi mọi người tìm hiểu thì mọi người có thể thực hiện thêm một vài cái dự án hoặc tham gia vào một vài các cuộc thi. Thì bây giờ anh thấy là cũng mở rộng rất là nhiều các cuộc thi liên quan đến ngành data. Thì mọi người có thể vào đó xong ngồi làm việc nhóm, kết hợp với một vài người để trau dồi các kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp. Thì các anh như thế thì các mọi người sẽ có cái định hướng, cái lộ trình nó sẽ tương đối bằng phẳng như thế. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Quang. Và như vậy thì có lẽ là các bạn sinh viên nên tìm hiểu sâu hơn về bản thân để từ đó có thể xây dựng một lộ trình phát triển hợp lý cho mình. Cùng với đó sẽ là trau dồi những kỹ năng chuyên môn cũng như là mindset phù hợp với từng lĩnh vực để tích lũy cho mình những kỹ năng mềm cần thiết và từ đó để tìm ra những lĩnh vực và công việc phù hợp với mình nhất. Em thấy là các anh chị nhắc khá nhiều đến việc trau dồi kỹ năng chuyên môn, tìm hiểu mindset phù hợp trong công việc. Vậy thì chị Diệp ơi, trong bối cảnh hiện nay thì khi mà các phương tiện truyền thông nhắc đến rất nhiều các mindset quan trọng trong công việc, vậy thì theo chị, loại tư duy nào sẽ là cái loại tư duy mà các bạn sinh viên cần tập trung rèn luyện để có thể trở thành một nhà phân tích dữ liệu ạ? Ok rồi. Chị nghĩ là một câu hỏi cũng rất là thú vị và hay, và chị nghĩ là để nói về câu trả lời thì về những cái tư duy cần rèn luyện thì mỗi người thì sẽ mong muốn rèn luyện một cái tư duy riêng ấy, và chị nghĩ cũng rất là vô vàn luôn đấy. Đối với chị đi, đối với chị và hình dung về một vị trí DA Pressure thì chị nghĩ là một cái tư duy liên quan đến giải quyết vấn đề thì là một cái tư duy rất là quan trọng. Giải quyết vấn đề ở đây thì nó sẽ bao gồm kể cả giải quyết những cái bài toán cụ thể hơn về data về trong công việc, hay là thậm chí kể cả giải quyết những cái vấn đề ở trong có thể là nội bộ team, giải quyết vấn đề liên quan đến con người, liên quan đến đội nhóm chẳng hạn. Thì không phải lúc nào mà các anh chị quản lý của mình cũng sẽ kè kè theo sát, và nhất là trong cái thời điểm hiện tại thì chị đang cảm thấy là các bạn cũng đã trau dồi, cũng đã chủ động trau dồi những cái kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm nhất định rồi ấy. Nên là thường khi mà nhà tuyển dụng mong muốn tuyển các bạn vào thì cũng sẽ dành thời gian training cho các bạn. Tuy nhiên thì cũng sẽ rất là mong muốn những bạn nào có thể chủ động đưa ra giải pháp trước khi mà có thể là trước khi mà mình come đến quản lý của mình. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chị nghĩ là nó sẽ một cái mindset chị nghĩ rất là quan trọng, mà không biết các hai anh có nghĩ thế không, đó là cái mindset là không ngại làm những cái việc detail và những cái việc nhỏ. Đúng như anh Quang chia sẻ thì làm công việc data thì chị, hay là bất cứ một cái công việc nào khác thì chị nghĩ là nó cũng sẽ không có màu hồng như các bạn sinh viên vẫn đang nghĩ, hay là thậm chí kể cả chị trước đây chẳng hạn, có nghĩa là kể cả công việc nào, phòng ban nào nó cũng sẽ có những cái điểm có những cái điểm khó khác nhau này, những cái điểm chán khác nhau này, hay thậm chí là mọi người cũng sẽ hay thường kêu là đồng nghiệp có vấn đề hay là sếp có vấn đề chẳng hạn. Thì chị nghĩ là các bạn nên tập trung hơn vào những cái giá trị mà các bạn mong muốn nhận được từ công việc này, từ team, từ tổ chức, thay vì là những cái mindset liên quan đến hơi tiêu cực một chút. Thì chị nghĩ là vậy. Và những cái công việc ví dụ như là một sự cái chia sẻ riêng của bên chị đi, thì đối với có thể là công ty vị trí của anh Trình chẳng hạn, anh ấy làm chuyên về data thì đối với cái khối lượng data của anh ấy sẽ giải quyết nhiều hơn. Còn đối với vị trí của bên chị thì bên chị đang tuyển data cho một phòng ban nhỏ hơn chẳng hạn, thì cái vị trí data này thì nó sẽ hơi thiên về làm báo cáo mà liên quan đến update những cái công việc hàng ngày của mọi người ấy, làm thế nào để quản lý công việc ở trong team một cách hiệu quả hơn. Thì ví dụ các bạn ấy khi mà các bạn nghe đến DA thì các bạn ấy nghĩ các bạn ấy sẽ bắt đầu tìm hiểu rất là nhiều những cái data khác nhau này, đưa ra những chiến lược kinh doanh này, làm thế nào để giảm thiểu chi phí cho công ty, thì đấy là những cái bài toán rất là lớn. Nhưng mà tuy nhiên thì các bạn, chị nghĩ là các bạn ấy nếu mà chưa có kinh nghiệm thực tế thì các bạn ấy cũng nên cởi mở hơn với những cái cơ hội để start với những phần data nhỏ hơn để dần dần mình lưu kinh nghiệm, và sau đó thì mình sẽ làm những công việc lớn hơn. Thì đấy là cái chia sẻ của chị. Vâng, em xin cảm ơn chia sẻ của chị. Chúng em cũng muốn có thể được lắng nghe những chia sẻ từ phía của anh Quang ạ. Với cá nhân anh thì nếu mà để cho các bạn sinh viên cần tập trung rèn luyện thì anh sẽ ưu tiên về cái tư duy phản biện hay là critical thinking. Thì cái tư duy phản biện thì sẽ giúp các em có một cái khả năng đánh giá thông tin một cách tương đối khách quan và logic,
Em có thể đặt câu hỏi cho những cái vấn đề bình thường và từ các cái vấn đề đó em có thể suy luận chặt chẽ từng bước. Em chia nhỏ được cái vấn đề đó ra thành nhiều phần và để em có thể đánh giá, phân tích nguyên nhân và hệ quả của cái vấn đề. Bài toán DA thì thực ra là mục tiêu của DA hay BA cũng là mục tiêu là phân tích dữ liệu để từ đó giúp cho doanh nghiệp mình phát triển. Thì cái việc mà chúng ta có thể suy luận đánh giá một cách khách quan tất cả các vấn đề mà mình đi đào sâu bằng các nghiệp vụ như phân tích file why để tìm ra được cái nguyên nhân gọi là root cause hay là gốc rễ của cái vấn đề ấy, thì nó sẽ giúp cho cái công việc, cái hiệu quả công việc của em sẽ được đẩy lên rất là tốt. Ngoài ra thì cũng có một cái tư duy thì anh nghĩ là nó cũng nên cần, đó là tư duy quản lý và lập kế hoạch. Thì các công việc của DA thì DA, BA hay bên anh thì nó tương đối nhiều. Các job task mỗi ngày nhận rất là nhiều ấy, thì mọi người cần phải có tư duy đặt cái mục tiêu, lập cái kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả. Kỹ năng này thì sẽ giúp các bạn ấy ưu tiên được những cái nhiệm vụ quan trọng và cân bằng được cái thời gian làm việc để cho các sếp được đỡ đánh giá là hiệu suất làm việc không cao, suốt ngày phải ở lại muộn. Cái này thì cũng chia sẻ. Còn cách để rèn luyện các cái tư duy như trên ý, thì anh nghĩ là một cách đơn giản nhất là mọi người chịu khó đọc sách, mọi người chịu khó đọc sách, đọc sách. Anh thì thường dành thời gian rất nhiều trong cái việc đọc sách, tìm hiểu này, tóm tắt sách này, xong rồi viết bài hoặc là đi giảng dạy đấy. Anh luôn nghĩ rằng cái việc mà sau khi mình học được cái kỹ năng mới, mình có thể viết được một cái bài mà có thể giúp cho người khác đọc để hiểu, thì lúc ấy mình mới thực sự là hiểu cái vấn đề. Còn nếu mà mọi người mà viết ngon một bài hoặc là giảng bài cho người khác mà người khác cũng không hiểu, thì có nghĩa là cái kiến thức của mọi người vẫn chưa 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 hoàn toàn là hiểu được. Thế nên là nên mọi người có thể rèn luyện cái tư duy phân tích này, tư duy phản biện thông qua cái việc mà mọi người đọc sách này, không đi giảng dạy này, viết bài. Đấy, một vài chia sẻ của anh. Vâng, một phương pháp rất là bổ ích. Có lẽ là các bạn sinh viên nên học tập anh Quang để có thể phát triển hơn. Tôi tin rằng là dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu như mà các bạn sinh viên có thể trau dồi những cái tư duy này thì hiệu quả công việc sẽ ngày càng được nâng cao. Và mỗi vị trí phân tích dữ liệu tại các công ty khác nhau sẽ đều có những yêu cầu riêng biệt về kỹ năng và mức độ thành thạo trong các công cụ. Thì theo các diễn giả, các bạn sinh viên nên định hướng việc học tập kỹ năng chuyên môn như thế nào để có thể tăng khả năng trúng tuyển của mình ạ? Đầu tiên thì em xin phép được mời anh Trình có thể chia sẻ ạ. Ok. Thì về những kỹ năng chuyên môn ấy, thì anh nghĩ là ở mỗi giai đoạn thì lại yêu cầu các bạn có những kỹ năng chuyên môn khác nhau. Nếu như là ở các giai đoạn mà của các năm trở về trước ấy, thì các bạn chỉ cần xét cái vai trò của các bạn EA, fresher khi mà công ty tuyển vào, các bạn chỉ biết về Excel và một chút về SQL thì đã đủ để các bạn ứng tuyển. Và cũng đủ thì các bạn làm việc rồi. Nhưng mà các bạn như mà nhưng mà các năm trở lại đây này thì ngoài những kỹ năng như trên thì nhà tuyển dụng còn thêm những cái kỹ năng khác mà yêu cầu các bạn, nếu mà mọi người đọc các cái về GD, về job post mà các nhà tuyển dụng có viết, thì các bạn họ yêu cầu các bạn phải biết về Power BI này, biết về SQL mà trên mức cơ bản. Nhưng mà anh nghĩ trong 2 năm tới, về mặt chuyên môn thì các bạn cần phải rèn luyện cho anh về SQL, về Power BI, về Python và Excel thật tốt, thì sẽ có nhiều cái khả năng match được với thị trường hơn. Còn về cái kênh mà để các bạn có thể thực hiện và để học tập được thì anh nghĩ là mọi người có thể dùng với SQL, Python hay là bất kỳ về ngôn ngữ lập trình nào, thì mọi người có thể dùng là một số trang web như là W3 School này, HackerRank, LeetCode để có thể rèn luyện cũng như là thực hành các cái kỹ năng về SQL, về Python. Còn với Power BI chẳng hạn thì anh nghĩ là mọi người có thể học trực tiếp từ chính trang chủ của Power BI cung cấp, hoặc không thì mọi người có thể là đăng ký những cái khóa học mà liên quan đến các cái kiến thức mà mọi người mong muốn sẽ đạt được trong những cái giai đoạn, từng giai đoạn một, thì mọi người cứ đặt mục tiêu là mình sẽ học khóa này thì sẽ sau khi học xong khóa này thì mình sẽ nhận lại được cái gì, mình có thể làm được công việc gì và nó sẽ giúp mình trong những cái nhiệm vụ nào. Thì đấy là những cái gì mà anh nghĩ là về những cái kỹ năng và những cái công cụ chuyên môn mà anh có thể chia sẻ được.
Vâng, em Vâng, xin ok. cảm ơn anh Trình. Đối với công ty về logistics và supply chain thì phương pháp tập chuyên môn sẽ nên được định hướng như thế nào? Không biết là anh Quang có thể chia sẻ thêm cho chúng em hiểu rõ hơn được không ạ? Ok em. Về cái quan điểm về cái thế giới đang thay đổi rất là nhanh và tình hình khoa học công nghệ thì cũng đang ngày càng phát triển, thì anh hoàn toàn đồng ý với Trình. Bây giờ các cái định hướng gần như là nó liên tục được thay đổi, update theo những cái công cụ dụng cụ ấy. Nếu như mấy năm trước và mọi người nếu mà đăng ký những cái công việc SCM mà mọi người có những cái kiến thức liên quan đến các mô hình kinh doanh này, các phương pháp tối ưu sản xuất, các mọi người hiểu trong CV của mọi người có những cái từ như là Lean này, Six Sigma này, Just in Time này, Kanban này, hay là các mô hình để tối ưu cho quá trình sản xuất vận chuyển, là thì cái khả năng trúng tuyển của mọi người tương đối cao. Bởi vì những cái phương pháp, các mô hình kinh doanh ấy là những cái mô hình kinh doanh mà đã áp dụng thành công trên thế giới. Thì tuy nhiên thì đến bây giờ thì rất là nhiều các mô hình đã có những cái mô hình mới hơn họ họ áp dụng, bởi vì sau cái đại dịch Covid vừa rồi các cái mô hình này thì đều đã được có sự điều chỉnh nhất định. Thì anh nghĩ là các bạn sinh viên thì cũng nên cập nhật những cái thay đổi của thế giới để mọi người liên tục điều chỉnh, cập nhật vào trong cái CV của mọi người. Ngoài ra thì về kiến thức chuyên môn thì như Trình vừa cũng chia sẻ thì đấy, thì bây giờ thì bên anh cũng sẽ dần dần là cũng sẽ không sử dụng Excel nhiều như trước nữa, mà có thể bắt đầu sẽ sử dụng đến Power BI, SQL hay Python, thậm chí R. Đây nó sẽ là những cái công cụ mà sắp tới trong những giai đoạn tới là mọi người sẽ phải thành thạo. Nhưng mọi người cũng có thể là biết ý, thì Microsoft hiện tại thì cũng có rất nhiều các công cụ AI như Microsoft Copilot, ChatGPT hay Bard, những cái công cụ mà trí thông minh nhân tạo ấy. Thì đấy là những cái công cụ tương lai, và bắt buộc là bây giờ các em này, những người sinh viên rồi, thời đại mới thì liên tục phải update những cái công cụ ấy để có thể sử dụng cho cái công việc của mình. Thì anh hy vọng rằng mọi người sẽ liên tục trau dồi kiến thức, các xu hướng mới, các mô hình sản xuất mới để mọi người có thể viết vào trong CV. Đầu tiên là trau dồi kinh nghiệm này, để trau dồi kinh nghiệm cho bản thân này, xong rồi viết vào CV để cho nó ấn tượng này, xong rồi phỏng vấn thì mọi người cũng có thể chia sẻ được cho những người phỏng vấn của mọi người biết về những cái mình tìm hiểu được. Thì anh nghĩ nếu mà mọi người có thể làm được điều đó thì nó sẽ là điểm cộng rất lớn khi mà mọi người trao đổi với cái người tuyển dụng. Dạ vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ của anh Quang. Như vậy là nếu như mà ở trong lĩnh vực data thì các bạn sinh viên nên ưu tiên về các khóa học về khoa học máy tính, SQL, Python hay là Power BI. Thì ở logistics và supply chain thì sẽ ưu tiên nhiều hơn về các môn học quản trị thông qua những mô hình tối ưu vận chuyển cũng như là cập nhật chính xác những cái xu hướng mới của thế giới để có thể trau dồi kiến thức chuyên môn một cách tốt nhất. Bên cạnh việc học tập và trau dồi chuyên môn là những kỹ năng cứng thì việc rèn luyện thêm những cái kỹ năng mềm cũng là điều hết sức quan trọng. Vậy thì theo các anh chị diễn giả thì đâu mới là ba kỹ năng mềm quan trọng nhất mà một sinh viên cần phải thành thạo để có thể ghi điểm trong các nhà tuyển dụng? Và hiện nay thì các kiến thức học được ở trên trường thì đa phần là nhiều lý thuyết và các bạn sinh viên chưa có cơ hội để được trải nghiệm và thực tế nhiều. Không biết là các anh chị diễn giả có thể cho các bạn lời khuyên về phương pháp trau dồi kỹ năng mềm được không ạ? Ở câu hỏi này thì em xin được mời chia sẻ từ phía của anh Trình đầu tiên ạ. Ok, về ba kỹ năng mềm mà quan trọng nhất mà mình nghĩ là sẽ có mà một loại sinh viên cần phải thành thạo, thì sẽ là thứ nhất là kỹ năng giao tiếp, cái số 2 là kỹ năng về làm việc nhóm, cái số 3 là kỹ năng về giải quyết vấn đề. Bây giờ mình sẽ đi vào từng lần lượt. Thứ nhất là về kỹ năng giao tiếp thì chúng ta phải giao tiếp là để đơn giản là chúng ta hiểu nhau, chúng ta hiểu là ok, cấp trên đang cần chúng ta làm việc gì, và chúng ta cũng có thể nói chuyện cho cấp trên biết được là chúng ta đang có cái gì. Cái số 2 là về kỹ năng về làm việc nhóm. Thì như anh có chia sẻ từ ban đầu thì chúng ta ở lớp cấp 3 rồi chúng ta học ở học đại học, thì thường thường là chúng ta chỉ cần là làm việc, ví dụ chúng ta thường thường là chúng đi thi đúng không? Đi thi thì là thường thường mỗi người một bài thi, chứ không bao giờ làm nhiều người một bài thi cả, trừ những cái trường hợp mà làm liên quan đến đồ án nhé. Nhưng mà ở công ty chẳng hạn, chúng ta đi làm công ty thì chúng ta không có bài thi nào mà một mình chúng ta chỉ chúng ta làm cả, mà là cả một tập thể
cùng nhau chung tay vào làm. À ok, ví dụ như là chúng ta có các bạn DA đúng không, là các bạn mà chuyên về phân tích dữ liệu, là các bạn sẽ đưa làm việc với các cái stakeholder, làm việc với các ông giám đốc hay là các cái người trưởng phòng để lấy được những cái request. Có các bạn liên quan đến data engineer thì là các bạn sẽ thực hiện là xây là các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, xây dựng trên những cái hệ thống dữ liệu để cho các bạn DA có thể sẵn sàng khi nào mà cần dữ liệu cái có thể vào, lúc nào hệ thống ready để cho các bạn có thể là cung cấp những cái insight, hay là liên quan đến một số cái phòng ban như là data science, vân vân, thì nó giống như là một cái vòng tròn ấy, thì mỗi người là một cái mảnh ghép trên cái vòng tròn đó, thì chỉ khi nào mà chúng ta cùng nhau làm việc nhóm, cùng nhau thao tác, cùng nhau cố gắng thì chúng ta mới đạt được cái kết quả tốt nhất. Tiếp theo nữa là về kỹ năng giải quyết vấn đề. Thì sau khi mà chúng ta đã có từ mỗi người là từng một cái miếng nhỏ rồi, đúng không? Thì bây giờ là nhiệm vụ của chúng ta là sao mà phải giải quyết được cái miếng nhỏ của chúng ta đã. Thì đấy là tại vì công việc nào cũng sẽ có vấn đề, không có công việc nào là trơn tru cả. Không vấn đề này thì lại vấn đề kia, nên cái phần về kỹ năng về giải quyết vấn đề cũng là một trong những kỹ năng quan trọng trong về vấn đề về kỹ năng mềm. Ngoài ra thì các bạn có thể rèn luyện các cái công việc này bằng cái việc ví dụ như các bạn có thể tham gia vào các câu lạc bộ chẳng hạn. Hồi đại học thì cũng sẽ có những câu lạc bộ để các bạn có thể là tham gia vào, hoặc là các bạn có thể tham gia những cái công việc liên quan đến thực tập, có thể đi trực tiếp vào môi trường công sở luôn để cho chúng ta có thể là rèn luyện các cái kỹ năng mềm này, hoặc là các bạn có thể là đọc những cái cuốn sách để của chúng ta có thể nâng cao những kỹ năng mềm của bản thân. Và trên đây là chia sẻ của anh về ba kỹ năng mềm mà anh nghĩ là quan trọng nhất từ trên xuống dưới, và những cái những cùng với đây những cái skill mà để chúng ta có thể rèn luyện được để làm tốt được cái ba kỹ năng mềm này. Dạ vâng, em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trình. Anh Quang ơi, không biết thì theo anh đâu mới là ba kỹ năng mềm quan trọng nhất ạ? Đối với cái ngành logistics hay supply chain thì theo quan điểm của anh thì cái kỹ năng quan trọng nhất nó là kỹ năng giao tiếp và thấu hiểu người khác. Thì kỹ năng giao tiếp ở đây thì là em có khả năng truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và hiệu quả. Em có thể lắng nghe được những cái ý kiến của người khác, tổng hợp rồi đưa ra ý kiến của bản thân một cách tự tin, và em cũng tương tác tốt với các cái đồng nghiệp hay là những bộ phận khác. Công việc của hoạt động chuỗi cung ứng, nghe cái tên chuỗi là mọi người đã hình dung là công việc của chúng ta sẽ phải làm việc với rất nhiều các phòng ban. Thì một trong những việc chính của anh là đi họp thôi. Một trong những việc chính là đi họp với các phòng ban khác để bắt đầu tìm hiểu về cái công việc của họ, xong rồi tìm ra những cái vấn đề và từ đó cải tiến. Và cái việc như vậy mà mình thiếu cái kỹ năng giao tiếp thì gần như là cái cuộc họp nó sẽ diễn ra rất là căng thẳng. Thế nên là anh sẽ đặt cái kỹ năng giao tiếp và thấu hiểu mọi người lên hàng đầu. Tiếp theo đó thì cũng giống như Trình, chị anh đề cập là kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Thì sau khi em giao tiếp rồi, em trao đổi được mọi người, em lấy được cái thông tin rồi, em phân tích được rồi, thì cuối cùng là em cũng phải đưa ra được một cái kết luận. Em cũng phải đưa ra được một cái kết luận để cho làm sao để cho tất cả các phòng ban họ đồng ý và chấp nhận áp dụng nhé. Kể cả em đưa ra những cái insight rất là tốt, nhưng mà nếu mà em đưa ra insight ảnh hưởng đến các phòng ban khác thì anh cái khả năng mà em được áp dụng nó cũng chưa cao đâu. Bởi vì lúc ấy thì sẽ cần phải có những cái cuộc họp cao hơn, tức là cỡ đến BOD rồi, ban giám đốc họ phải họp điều hành để xem là cái quyết định đấy nó sẽ ảnh hưởng đến các bên như thế nào. Thì đấy, thế nên mọi người nên ưu tiên trao dồi những cái kỹ năng như là giao tiếp này, kỹ năng ra quyết định này, giải quyết vấn đề và ra quyết định này. Thì anh cũng đồng ý với Trình là để trau dồi những cái kỹ năng mềm như vậy thì các bạn sinh viên nên tham gia các cái câu lạc bộ này. Những cái dự án, thực ra là những cái dự án hiện tại thì rất là nhiều cái dự án kể cả thiện nguyện này, hay là những cái dự án môi trường này, những dự án phi chính phủ nó đều rất là nhiều, để mọi người có thể gặp gỡ tham gia với nhiều người trao đổi, thì lúc đó mọi người cũng sẽ ở trong một cái tổ chức, và mỗi tổ chức thì nó sẽ có mối quan hệ rất là nhiều người, và lúc đó mọi người có thể thực hành cái việc giao tiếp với những người khác để làm sao cho thuận lợi. Ngoài ra thì nếu mà có cơ hội thì người có thể lên đi tìm những người hướng dẫn mentor ấy, để chia sẻ, để nhờ những người đấy nó chia sẻ những cái kiến thức và kinh nghiệm. Như vừa rồi Diệp cũng có một phần để nhắc đến ấy, là các bạn sinh viên nếu mà có thể
hỏi được những anh chị đi trước ở công việc đấy, người ta chia sẻ cái job description thực tế người ta làm, thì mọi người sẽ có cái hình dung rõ hơn về cái công việc mà mọi người sẽ thực hiện. Thì đây là đấy, anh nghĩ là nó cũng sẽ là một cái thứ để mọi người trau dồi, tìm kiếm được một mentor phù hợp và trao đổi với mentor để người ta định hướng được cho cái công việc của mình và rèn giũa được cái kỹ năng mềm của ứng viên. Đấy là những cái ý kiến của anh. Dạ vâng, chúng em xin cảm ơn những chia sẻ của anh, và em tin là những cái chia sẻ của anh sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn sinh viên. Và ngoài việc không ngừng học tập các kiến thức chuyên ngành, các bạn sinh viên cũng đừng quên rèn luyện bản thân và nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề để có thể ứng dụng những kiến thức đã học và thực tiễn nha. Và phần chia sẻ vừa rồi của anh chị diễn giả chắc hẳn đã giải đáp phần lớn được những thắc mắc của các bạn sinh viên. Thế nhưng Thu Nguyệt tin rằng câu hỏi cuối cùng này sẽ là điều mà các bạn sinh viên cực kỳ quan tâm, đó chính là kỹ năng ứng tuyển, bao gồm viết CV và phỏng vấn. Theo chị Hiệp thì một ứng viên khi mà ứng tuyển vào vị trí phân tích dữ liệu, level professor cần đảm bảo những yếu tố gì trong CV và vòng phỏng vấn này để có thể gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng ạ? Ok rồi nha. Thì chị nghĩ là cái phần chia sẻ bên trên thì nó cũng rất là đầy đủ và chi tiết rồi. Thì chị sẽ mong muốn là đi vào detail hơn cái phần CV, có thể là để các bạn có những cái nhìn kỹ hơn về cái phần CV của mình, các bạn có thể chỉnh trang nó nhé. Thì chị nghĩ là cái công việc gọi là tối thượng nhất đi, khi mà mình viết CV để apply một vị trí DA đi, thì chị nghĩ là chắc chắn nó sẽ phải là hình thức CV. Hình thức CV của các em chắc chắn sẽ phải trình bày một cách khoa học, tại vì kể cả em có rất là nhiều giải thưởng hay là có rất là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà khi mà mình làm một vị trí liên quan đến data đi, mà mình trình bày mọi thứ nó không có khoa học hay là nó không có đầy đủ những cái con số đi chẳng hạn, thì cái hình thức CV của em đang gọi là đang phản ánh lại cái kỹ năng về quản lý data cũng như là show cái data lên của mình. Thì chị nghĩ là cái phần hình thức CV thì đầu tiên là một cái phần rất là quan trọng này. Cái một cái phần thứ hai nữa để ứng tuyển cần đảm bảo đi, thì đối với các bạn fresher thì chị nghĩ là về phần kinh nghiệm thì các anh chị cũng sẽ chỉ để ở vị trí thứ ba thôi. Và quan trọng hơn nữa thì phần sau phần hình thức thì sẽ đến phần học vấn và ngoại ngữ của các bạn, và tiếp đến thì sẽ đến những cái phần dự án cá nhân và những cái phần giải thưởng của các bạn. Nên là các bạn fresher thì cũng đừng lo lắng khi mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm, tại vì trong cái quá trình mà các bạn học ở trường, giả sử như các bạn chưa tìm được cái vị trí công việc phù hợp đi, thì các bạn hoàn toàn có thể dành thời gian đó để có thể trau dồi những cái kỹ năng về bản thân, những cái kỹ năng cứng, những cái công cụ như các anh đã chia sẻ rồi, cũng như là trau chuốt hơn về những cái dự án mà mình làm. Ví dụ như là chị ví dụ một cái cụ thể đi, thì hiện tại đối với các vị trí DA mà chị tuyển thì các bạn ấy viết CV tốt rất là nhiều luôn. Tuy nhiên là đối với dự án của các bạn ấy thì các bạn ấy có thể là viết rất là hoa mỹ, nhưng mà khi hỏi thì các bạn bảo là thực ra dự án của em cũng nhỏ thôi, em cũng làm được ở một hai ba bước này thôi chứ cũng không có gì hoành tráng lắm đâu chị ạ. Thì chính nghĩ là cái phần viết, có nghĩa là hình thức CV viết được cái CV tốt là cũng rất là tốt rồi, tuy nhiên mình thực sự là cần trau chuốt về những cái dự án cũng như là cái giải thưởng mình làm. Và cuối cùng nữa là phần kinh nghiệm thì như chị nói thì nó cũng rất là quan trọng, và đối với các vị trí mà liên quan đến data đi thì cũng có thể gọi là một số những cái vị trí khá là mới ở trên thị trường trong những năm trở lại đây. Nên là chị nghĩ là kỹ năng về ngoại ngữ cũng rất là quan trọng, tại vì các bạn cũng sẽ cần phải update những cái kiến thức, những cái kiến thức này hay là những cái công nghệ mới rất là nhiều. Thì khi đó thì các bạn maybe là ở Việt Nam thì các bạn cũng sẽ chưa thể nào có những cái bản dịch để các bạn có thể đọc được những cái tài liệu đó, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ cần ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh trước đi, thì để các bạn có thể chủ động để tìm hiểu về những cái kiến thức đó. Đấy là một số những cái chia sẻ của chị để các bạn ấy có thể có một cái CV ấn tượng với nhà tuyển dụng. Hình như là về phần mạng kết nối của Nguyệt đang hơi kém đúng không mọi người? À, ok, thì em thấy là ngoài về phần yếu tố ở trong vòng viết CV ấy,
thì cũng có ở trong câu hỏi cũng đề cập được một đến một cái mảng nữa, đó là mảng mà liên quan đến vòng phỏng vấn. Thì không biết là đối với anh Trình thì những cái điều các bạn cần chuẩn bị trước vòng phỏng vấn thì anh Trình nghĩ là gì để có thể bổ sung cho ý kiến của em được không anh? Ok, với thì anh nghĩ là nếu mọi người mà tham gia một cuộc phỏng vấn, mọi người có thể đính kèm vào trong file CV của mọi người những cái project mà mọi người có thể mà mọi người làm về phân tích dữ liệu theo một bài toán nào đó cụ thể, bằng những dữ liệu thực tế, có thể là những cái dashboard bằng Power BI hoặc bằng Tableau, hay là liên quan đến những cái phần mà có thể là cả file bằng Excel cũng được, mọi người thể hiện ra cũng được, làm những cái report bằng Excel. Nhưng mà khi mà mọi người tham gia phỏng vấn thì mong mọi người có thể là nói chuyện và kể cho nhà tuyển dụng storytelling, là nói cho nhà tuyển dụng biết là ok, kể cho nhà tuyển dụng một cái câu chuyện là em đã làm những cái project này từ những bước như thế nào. Có thể là em lấy dữ liệu là em lấy em làm việc là em lấy yêu cầu từ bạn A, bạn B, bạn C gì đó, sau đó sẽ thực hiện là phân tích yêu cầu đó, cuối cùng là em thực hiện là từ những cái database, từ những cái dữ liệu này em tạo thành những cái report, và từ những cái report đấy em đã trả lời được cho bạn A, bạn B, bạn C này những cái câu hỏi mà bạn ấy mong muốn xoay quanh những cái dữ liệu của bạn ấy. Thì anh nghĩ là đấy sẽ là một trong những cái điểm cộng cực kỳ lớn để cho nhà tuyển dụng biết được ok, em là người thật thì thật, đúng không, em đã từng làm rồi, em đã từng có kinh nghiệm rồi, thì khi mà em có thể join vào công ty thì em sẽ có thể là theo được một cách rất là nhanh. Thì đó anh nghĩ là một trong những cái điểm cộng cực lớn về phần liên quan đến viết CV lẫn cộng với phỏng vấn. Thực ra là câu trả lời của em thì em cũng nói đến phần mà các bạn ấy cần phải chi tiết hơn về những cái project ấy, thì đúng như anh Trình đã chia sẻ thì anh Trình cũng đã giải thích kỹ hơn cho em được là các bạn ấy cần chi tiết như thế nào. Thì không biết là về phần này thì anh Quang có một cái câu chuyện gì khi mà anh đi phỏng vấn mà liên quan đến kỹ năng ứng tuyển hay là tuyển dụng của các bạn không anh? Thì câu chuyện thì cũng tự cũng có nhiều, nhưng mà nếu mà những cái câu chuyện mà để ý thì cũng giống như vừa rồi Diệp với Trình chia sẻ, thì những cái bạn ứng tuyển thì bên anh thì luôn luôn ưu tiên những bạn mà họ có những cái project project của bản thân, và bạn ấy có thể thuyết trình được về cái project nó tương đối hoàn chỉnh. Thì có thể là những cái project đó chỉ dưới dạng Excel thôi, tức là những cái report nó tương đối đơn giản, nhưng mà các bạn ấy kể cho anh nghe một cái câu chuyện và các bạn ấy chứng minh rằng các bạn ấy đã tham gia vào toàn bộ cái quá trình đó, và từ những cái dữ kiện đầu bài của các bạn ấy mà các bạn ấy đưa ra được những insight, và từ những cái insight đó thì đưa ra được những quyết định như thế nào, như A, B, C, X, Y, Z. Thì ở đấy thì anh sẽ đánh giá được các bạn ấy là các bạn ấy có những cái tư duy logic, những cái lập luận phân tích nó tương đối đúng hay là chưa đúng, hay là nó đang bị lỗi ở đâu. Thì nếu mà trong trường hợp là các bạn ấy đã tư duy rất là tốt thì anh rất là vui được chào đón những cái ứng viên như vậy. Nhưng mà đa phần là đấy, cũng như Diệp chia sẻ là mọi người chỉ làm một hai phần đấy, và đôi khi mọi bắt đầu trình bày là bắt đầu sẽ thấy khớp khớp ở đâu đó, và khi mà mình bắt đầu đào sâu vào trong từng phần là mọi người bắt đầu nói hơi lan man, nói hơi linh tinh một chút, là mình cũng sẽ phải. Thì những cái ứng viên đó thì anh cũng hy vọng là mọi người, các bạn sinh viên mới ra trường, thì khi mà mọi người làm CV cho mọi người thì mọi người lên đào sâu, là lên hiểu rõ, và mọi người hãy giả định là mọi người đang đi phỏng vấn, mọi người nói gì thì người tuyển dụng sẽ nghe như vậy, và mọi người phải nói làm sao cho nó rất là logic và rất là có lý, nó hợp lý. Chứ mọi người bắt đầu hỏi ba câu là mọi người bắt đầu nói rằng gà với vịt rồi, thì là lúc ấy thì cái hiệu quả của cái final project nó gần như là sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Cái đấy là anh chia sẻ một cái những cái case thực tế anh đã gặp. À, ok rồi. Thì em cảm thấy là những cái chia sẻ của anh em mình thì cũng có những cái điểm chung và có những cái điểm riêng cũng khác nhau. Em nghĩ là sẽ tùy vào công ty cũng như là tùy vào những cái tình huống đúng không các anh? Thì về chương trình thì em cũng thấy là ban tổ chức có báo lại là mình cũng đã nhận được những cái CV thực tế của các bạn rất là nhiều, và trong những số những cái CV đó thì ban tổ chức cũng đã chọn ra cho anh em mình một số những cái CV mà có thể gọi là tiêu biểu, và có những cái phần mà mình em nghĩ
là mình cũng sẽ cần comment cho các bạn để các bạn có thêm những kinh nghiệm khi mà các bạn ấy muốn ứng tuyển vào vị trí DA, cũng như là khi mà các bạn ấy mong muốn là các bạn ấy đi làm nói chung. Thì hiện tại thì em cũng đã nhận được CV từ ban tổ chức rồi, thì chắc là em sẽ show lên để cho các diễn giả để có thể thấy luôn cái phần này, thì anh em mình có thể cùng nhau chữa những cái CV cho các bạn để các bạn có thể rút kinh nghiệm được từ những cái phần này. Ok ok. Ok, thì không biết là mọi người đã nhìn được CV chưa ạ? Dạ vâng, chúng em đã nhìn thấy CV rồi ạ. Dạ, các bạn khán giả lưu ý là ở ban tổ chức đã sàng lọc ra 3 chiếc CV của 3 bạn may mắn nhất để có cơ hội là nghe những nhận xét đóng góp từ các anh chị diễn giả của chương trình. Thì các bạn hãy chú ý lắng nghe để không bỏ lỡ những bài học quý báu trong chương trình này nha. Ok rồi, thì theo như thống nhất với ban tổ chức thì bọn chị cũng đã dành thời gian để đọc CV của các bạn và cũng như là chọn ra một số những CV tiêu biểu có những đặc điểm khác nhau để có thể cùng góp ý trong cái phần này. Thì đối với thực ra thì bên chị và bọn chị đã chọn những cái CV mà có thể gọi là các bạn ấy đang ứng tuyển vào các vị trí liên quan đến dữ liệu, liên quan đến data analyst. Và đối với những cái CV này thì bên mình tính chắc hẳn là ban tổ chức cũng đã chọn những cái CV mà các bạn có tiềm năng nhất để có thể ứng tuyển thực tế vào các công ty, đúng không? Nên là về phần chị nghĩ là về phần nội dung nói chung thì có thể là các bạn ấy cũng đã khá là ổn rồi. Tuy nhiên là về phần hình thức thì chắc là bây giờ thì chị Diệp sẽ đi đến cái phần đầu tiên của cái phần CV này. Thì đây là một bạn sinh năm 2004, đã có, chị thấy là bạn ấy đã có kinh nghiệm làm phân tích dữ liệu rồi này. Không biết là ok, đây, bạn ấy đã có kinh nghiệm làm phân tích dữ liệu ở đây rồi. Và ngoài ra thì bạn này là một bạn mà có học vấn khá là tốt. Bạn ấy có thể là hiện tại thì bạn ấy đang tốt nghiệp loại xuất sắc đi. Và bạn ấy nhận được 4 kỳ học bổng khuyến khích học tập của trường. Chị nghĩ là về kinh nghiệm cũng như là về phần học tập thì cũng rất là tốt. Và ở đây mục tiêu của bạn thì bạn ấy cũng đang mong muốn trở thành data analyst trong tương lai. Về phần chứng chỉ thì bạn ấy cũng đã có chứng chỉ IELTS 7.5 này, có chứng chỉ MOST, và các kỹ năng thì bạn ấy cũng đã liệt kê ở đây. Ví dụ như kỹ năng làm việc nhóm, quan hệ với con người, xử lý tình huống hay là đàm phán. Thì những kỹ năng này thì các anh chị diễn giả thì đều đã chia sẻ là đây là những cái kỹ năng rất là quan trọng ở trong gọi là ở trong một cái CV mà các bạn fresher nên tập trung chú ý. Tuy nhiên để nói là bạn này có được chọn vào trong vị trí DA không, thì chị nghĩ là bạn này thì sẽ cần trau dồi hơn về cái CV của mình nha. Và đối với CV này thì cá nhân chị Diệp thì hiện tại cũng sẽ chưa thể chọn bạn ấy vào vị trí của DA được. Lý do vì sao? Tại vì về hình thức CV của bạn thì bạn đang trình bày một cách khá là thiếu khoa học. Và những ví dụ khi mà những bạn mô tả những cái phần công việc của bạn ở công ty X này đi, thì bạn ấy mô tả theo hướng diễn giải theo một đoạn văn ấy, thì nó rất là khó để nhà tuyển dụng có thể bắt được những cái keyword của bạn. Ví dụ như là phân tích data từ khách hàng và đề ra những phương hướng phù hợp đi chẳng hạn. Thì khi mà đọc câu này thì thực sự là các anh chị cũng không thể hình dung được bạn đã phân tích như thế nào và cái hướng phù hợp của bạn là như thế nào. Và từ cái hướng phù hợp này thì cái kết quả mà bạn mang lại cho doanh nghiệp là gì? Thì chị nghĩ là đối với những cái phần diễn giải liên quan đến kinh nghiệm làm việc của bạn thì các bạn nên viết theo hình thức là các bạn ấy sẽ chỉ viết gạch đầu dòng theo ý. Và một phần này thì các bạn nên lưu ý là có thể là đối với các bạn mới đi thì sẽ có từ 3 đến 6 ý thôi, và bao gồm cả về công việc mình làm này, thành tựu mình, công việc mình làm, những cái số liệu để biểu thị ra kết quả của công việc đó và những cái thành tựu mang lại của công việc đó, hay là đối với thành tựu những cái gọi là những cái phần mà các em cũng đã học được. Thì đấy là cái phần thứ nhất. Và cái phần thứ hai nữa là chị muốn trao đổi ở đây, thì đây có thể cho nhỏ hơn một chút. Thì CV của bạn này đang trình bày khá là thiếu khoa học vì những cái khoảng trống ở trong CV thì các bạn ấy đang chưa được sử dụng để có thể là tối ưu nhất. Và thêm một cái điểm nữa là đối với cái kỹ năng về tin học hay là ngoại ngữ của bạn này. Ngoại ngữ thì vì bạn có chứng chỉ 7.5 IELTS rồi nên là bạn không nhất thiết phải biểu thị cái phần ngoại ngữ bằng một cái thanh ngang như thế này. Hay là phần tin học mà bạn để là phần mềm không thì nhà tuyển dụng rất là khó để có thể hình dung được là phần mềm mà bạn đang muốn ám chỉ ở đây là gì. Thì đấy là một số những cái comment của chị về phần này. Thì không biết là hai anh có comment gì về CV này không ạ?
Ok. Anh Quang nói trước, anh Quang nói trước đi ạ. Ok, thế thì để anh nói trước này. Anh nghĩ thì chắc là bạn này cũng tương đối đẹp trai đấy. Bạn này anh nhìn thấy cái bức ảnh của bạn ấy là tương đối to, thậm chí là nó đang đang lấn ra một phần ra về nội dung thông tin rồi. Thì cái này đúng là như 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 Diệp chia sẻ là cái layout này hoàn toàn nó không có tính khoa học. Rất là nhiều các khoảng trống và những cái nó không vừa mắt. Đầu tiên là nó không vừa mắt, khi mà mình nhìn nhìn vào một cái CV như thế này thì thực sự là cái khả năng mà đỗ của bạn ấy chắc là không cao. Anh phải chia sẻ thật. Những cái thông tin đánh giá quan trọng thì không rõ ràng, như cái achievement như vừa rồi thì cũng chia sẻ là từng là lên được viết theo từng gạch gạch đầu dòng và phương hướng phù hợp là như thế nào. Anh cũng chưa bao giờ đưa ra được những cái phân tích dữ liệu để đưa ra được những phương hướng phù hợp. Anh không dám khẳng định là mình có phù hợp với tất cả mọi người hay không, hay là chỉ được phù hợp với một bộ phận, phù hợp cái gì, phù hợp như thế nào, hay là mang lại lợi nhuận lớn cho công ty thì cũng chưa chưa biết là công ty của bạn là doanh thu được bao nhiêu, hàng trăm tỷ hay sao mà lại mang lại lợi nhuận lớn cho công ty. Thì nếu mà mang lại lợi nhuận lớn cho công ty thì tại sao mà không làm đi, thì ứng tuyển ra vị trí khác để làm gì. Ngoài ra thì một cái nữa là anh thấy kỹ năng thì bạn ấy cũng có một kỹ năng rất là tốt, rất là tự tin, là trí nhớ tốt, giúp lưu trữ công việc lâu dài. Thì trí nhớ tốt thì anh đồng ý, nhưng mà giúp lưu trữ công việc lâu dài thì anh lại cũng hơi khó hiểu. Thì tại sao lại trí nhớ tốt thì lại giúp lưu trữ công việc, tốt nhất là em nên sử dụng công cụ dụng cụ. Bây giờ hiện tại các công cụ lưu trữ tương đối tốt rồi, không cần phải nhớ nhiều đâu em ạ. Trí nhớ của mình thực ra là rồi về sau rồi em lại thấy nó có hạn thôi, các kiến thức cần nạp mới rất nhiều mà em lại nhớ những cái thứ mà nó không cần thiết ấy. Thì cuối cùng một ngày xong rồi em sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Thì cái này thì anh không nghĩ là đây là một cái kỹ năng em nên viết vào đây. Đấy, đấy là một vài các cái chia sẻ bổ sung thêm cho ý kiến của anh cho Diệp. Không biết anh Mời Trình có trình, mời comment gì về phần này không trình. ạ? Okay. Tiếp tục nha, đến phần của anh thì như là các cái ý kiến của Diệp và anh Quang cũng có nói cho bạn một chút về cái format của cái CV, thì anh muốn lưu ý thêm với bạn một chút nữa là trong quá trình thực tế nhá, thực tế luôn thì ví dụ ở cái vị trí là Data Analyst Fresher của một tập đoàn lớn đi, thì mỗi một cái ngày bộ phận HR sẽ nhận được có thể là hàng trăm CV, thì họ không thể nào mà có nhiều nhiều trường hợp nhé, họ không thể nào họ nhìn mắt họ lướt ở đâu, mà họ sẽ thực hiện là check những cái keyword ở đây, ví dụ như anh, ví dụ em được giao nhiệm vụ phân tích dữ liệu, ok, em làm cái công cụ đấy bằng cái gì, bằng Excel thì anh ghi, em ghi ra giúp anh là bên cạnh hoặc là về chỗ skill của em hay là chỗ nào đó là về Excel, về Power BI, về SQL, về Python. Thì khi mà nhà tuyển dụng thực hiện lọc những cái skill mà cái vị trí mà họ mong muốn ấy, thì là họ sẽ show được CV của em. Còn trong trường hợp đây anh có lướt qua thì anh không thấy được một số cái skill nào về technical, đây anh nói về technical thôi, về SQL ví dụ anh thực hiện anh search thì là thật sự là không có, thì là nó sẽ không show ra cái CV, nó sẽ không show cho anh và nó sẽ thành kiểu nhà tuyển dụng sẽ ignore cái CV của em ngay từ cái vòng mà người ta, cái bước mà dùng một số cái scan CV là bị loại rồi. Nên anh lưu ý đây là một số cái tip thôi, là mọi người lưu ý là mọi người làm cái đấy bằng cái gì thì mọi người vui lòng ghi ra giúp mình, được chưa, để tránh trường hợp là scan mà không thấy tên mình, được chưa. Đó, anh chỉ có lưu ý bạn này là như vậy thôi, còn anh đồng ý với ý kiến của Diệp cũng như là anh Quan về các cái phần mà bạn cần phải cải thiện ở trong CV này. Ok. Còn em nghĩ là về tổng quan thì chắc chắn là bạn bạn Nam này cũng là một bạn trẻ, em nghĩ là khá là có tiềm năng về mặt là có thể học hỏi nhanh cũng như là có kinh nghiệm ấy. Thì tuy nhiên bọn chị cũng nghĩ là các bạn bạn có thể là rèn luyện thêm một số về gọi là viết lại về cái format CV thì để nhà tuyển dụng có thể đánh giá đúng so với năng lực của em hơn nhá. Thì chắc là mình cũng sẽ đến với một CV thứ hai ạ. CV thứ hai này là một CV của bạn một bạn nữ, và em đang thấy là bạn này là một bạn cũng rất là giỏi luôn, bạn ấy có rất là nhiều những cái giải thưởng và cũng tham gia rất là nhiều những cái hoạt động ngoại khóa, ví dụ như là có giải nhất contest này, giải nhì này trong một một cuộc thi mà có thể là liên quan đến digital
Organization này, sử dụng ChatGPT này, hay là nhìn chung là có rất là nhiều giải và bạn này cũng biết sử dụng những cái gọi là những cái công cụ như các anh đã nói ở trên. Và bạn này cũng là một bạn mà có điểm số học tập rất là tốt, lại theo chuyên ngành IT nữa. Thì em nghĩ là bạn này là một bạn mà có thể là một ứng cử viên rất là sáng ở trong cái vị trí Data Analyst này. Và hơn nữa thì bạn ấy cũng đã từng có kinh nghiệm làm Data Analyst ở Vietinbank rồi này. Tuy nhiên thì đối với bạn này thì để mà nói là có chọn bạn này hay như nào nhỉ? Và cũng không hẳn là có chọn hay không, nhưng mà để thực sự là có ấn tượng với CV của bạn này không, thì cá nhân chị Diệp là một nhà tuyển dụng thì chị Diệp sẽ chưa thực sự ấn tượng với cái CV này. Thì đầu tiên nói qua về format thì về cái nội dung của bạn này thì chị thấy là CV bạn đang thể hiện quá là nhiều chữ, và những cái chữ này thì nó không có một cái điểm highlight nào cả, hay là thậm chí kể cả những cái phần mà liên quan đến giải nhất, giải nhì, hay là làm mentor C-course này này, thì chị thấy là nó cũng rất là nhiều. Và cái phần này thì em hoàn toàn có thể tách ra được là một phần liên quan đến kinh nghiệm chuyên môn, tại vì thực tế là em có kinh nghiệm chuyên môn rồi. Phần thứ hai nữa là liên quan đến giải thưởng, và phần thứ ba nữa là liên quan đến những cái hoạt động xã hội, những cái hoạt động ngoại khóa của em. Thì chị nghĩ là ba cái phần này em hoàn toàn có thể tách riêng để nhà tuyển dụng có thể theo dõi kỹ hơn. Và một phần nữa đó là thực tế là CV thì cũng sẽ cần được tối ưu ấy, nên là về phần tên cũng như phần ảnh thực sự là nó cũng không nhất thiết cần phải chiếm quá nhiều cái diện tích ở trong CV như thế này đâu. Và phần cuối cùng nữa là phần skill, thì như anh Trình và anh Quang cũng có bảo, thì đối với skill của bạn này thì bạn ấy chưa thực sự show ra quá nhiều những skill mà liên quan đến vị trí DA mà mình đang tuyển dụng, đúng không các anh? Thì em thấy skill ở đây có một số những skill chung chung như là về coding này, về giao tiếp hay là về thuyết trình. Tuy nhiên coding thì mình cũng chưa biết là bạn ấy thành ngôn ngữ nào, hay là đã từng viết được ngôn ngữ nào, hay là em nghĩ là về phần giao tiếp ở đây thì thực tế là bạn ấy cũng không cần để vào CV, tại vì mình có thể nhìn thấy là bạn ấy đã tham gia rất là nhiều những cái hoạt động ở ngoài rồi. Thì có thể là phần giao tiếp của bạn thì nhà tuyển dụng cũng nhìn thấy được là bạn có khả năng giao tiếp, thì bạn mới tham gia được nhiều những cái tổ đội nhóm như vậy. Thì đấy là một số những cái comment của em. Thì không biết là anh Quang có comment gì về CV này không anh? Thì cũng giống như Diệp vừa chia sẻ, thì anh cũng có những cái vấn đề lấn cấn đối với bạn này như thế. Chắc chắn là bạn này thì anh thấy là rất là tốt, thì có thể là sẽ được xếp vào mục lưu trữ. Trong trường hợp mà mình tìm kiếm những ứng viên thì nó có thể xem, để mình xem xét lại một lần nữa. Bởi vì đúng là như vừa rồi Diệp chia sẻ là bạn ấy tham dự rất là nhiều cuộc thi, và anh thấy cực kỳ nhiều cuộc thi luôn ấy, bởi vì hầu như là cái phần kinh nghiệm của bạn ấy chỉ là các cuộc thi thôi. Chỉ có dòng cuối cùng của bạn ấy thì lại ghi là internship, tức là nó chỉ có một mục cuối cùng là nó có kinh nghiệm về công việc. Còn lại thì toàn bộ là các cuộc thi. Thì chắc là bạn này có một cái hoạt động ngoại khóa là tương đối năng động. Còn nếu mà nói về môi trường doanh nghiệp thì người ta sẽ hướng đến những cái cuộc thi thì nó sẽ là một điểm cộng thôi. Nhưng còn mọi người sẽ muốn nhấn mạnh hơn là những cái kinh nghiệm em làm cho những cái tổ chức và em đạt được những cái thành tựu gì. Chứ ở đây thì anh thấy là các cái cuộc thi bạn ấy trải dài lắm. Từ computer science này, xong rồi đến software này, rất nhiều các cuộc thi. Và đến bây giờ thì anh cũng chưa biết là đấy, bạn ấy coding là bạn ấy sẽ sử dụng cái công cụ dụng cụ là gì. Đấy. Ngoài ra thì đấy, về phần layout nữa, anh nghĩ là màu mè thì cũng được thôi, nhưng nó cũng không nên quá là rườm rà, một chút là hơi bị rối mắt. Các cái khoảng trống phía trên phần hình ảnh mọi người nên cố gắng nó thu nó vừa vừa thôi. Các cái nội dung thông tin thì lên được tập trung, lên được nhấn mạnh, có thể là bôi đậm những cái thông tin quan trọng. Chứ ở đây thì tất cả các thông tin thì đều viết một cách gọi là như bài văn ấy, anh đọc thì cũng thấy mệt luôn. Đấy là một vài chia sẻ của anh. Ok, thì không biết là anh Trình còn có comment gì khác nữa không anh? Không thì mình có thể chuyển sang CV thứ ba. Anh có một comment duy nhất thôi, là bạn có thể viết cái phông, anh thấy là cứ giấu cách xong rồi giấu tab liên tục. Cái này thì nó cũng hơi khó, kiểu như thế. Thì cũng nên trau chuốt lại một chút.
được chưa? Là cố gắng là viết nó đúng phông và đúng chuẩn. Chứ anh nhớ một số cái ví dụ bạn đang thể hiện khuyến như là khoa khoa bạn học hay là ngành bạn học, mình thấy là nó cách một đoạn rất là dài ở đây, thì nó sẽ gây một cái ảnh hưởng, nó gây ra một cái gì đấy, cho dù là nhà tuyển dụng vẫn hiểu được cái bạn ý bạn ấy nói thôi, nhưng mà nó sẽ làm lại một cái gì đấy nó thiếu chuyên nghiệp cho chúng ta. À ok, cái phần này em có thể hiểu là anh chỉ đang nói đến cái phần mà liên quan đến Bachelor of IT với cả GPA của bạn đúng không anh? Có nghĩa là mình Đúng rồi, đúng rồi. đang diễn đúng rồi, mình đang diễn giải theo cái hướng hai hai cột đi, thì mình nên viết tròn vào hai cột chứ mình Đúng không được rồi. tách ra làm một cái bên thứ ba nữa thì nó sẽ rất là Đúng rồi. rối mắt đúng không Đúng rồi, đúng rồi. anh? Ok rồi, thì rất là mong nếu mà bạn này có ở trong buổi show ngày hôm nay thì bạn có thể nghe những chia sẻ của anh chị để có thể sửa được cái phần CV này của mình em nhé. Ok, còn bạn thì thực ra là cũng rất là, chị nghĩ là cũng rất là giỏi và tiềm năng đó. Ok rồi, thế thì mình sẽ đến với CV thứ ba. Đây là tổng quan của CV thứ ba. Thì chắc là mình cứ xem một lượt CV đã anh nhé. Ok. Đây để các bạn có thể nắm được là CV này đang bao gồm cái gì. Ok rồi. Về phần hình thức thì chắc em cũng không có nhiều điều để nói với CV này nên là anh Trình có thể chia sẻ kỹ hơn về chuyên môn đối với CV này được không anh? Ok, anh nghĩ đây là một trong những cái CV mà anh nghĩ là khá là ấn tượng trong các cái CV mà anh có thực hiện ở ở chữa trong đợt này. Thứ nhất là cái CV của bạn ấy, bây giờ là nó một cách anh gặp một cây nó khá là còn nghèo là như sau. Chúng ta nên viết được chưa? Chúng ta nên viết CV nền trắng chữ đen. Chúng ta không nên cho màu vào, bởi vì là anh gặp trường hợp là có một bạn CV một 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 CV mà bạn ấy cho màu vào, cuối cùng là công ty của anh không có máy in màu, in cái CV ra để đưa cho các cái hiring manager, thì nó thành là một cái màu đen hết, cái nền là thành đen hết, gây ra ảnh hưởng đến cái việc là đầu tiên là chúng ta không theo dõi được cái CV này, bởi vì là thường thường là HR sẽ là cái người mà photo từng cái CV này và đưa cho hiring manager của ở cái công ty anh, còn là các công ty khác như nào thì có thể là nó sẽ khác đi, được chưa? Tiếp tục là nên là nền nền chữ màu đen, và cái nền 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 đằng sau là màu trắng thì là dễ theo dõi. Cái số 2 là nên chia từng cái phần, thứ nhất là kinh nghiệm đúng không, thứ hai học vấn. Anh nghĩ là bạn khá tốt trong cái phần này. Bạn ấy có cái GPA 4.0 đến trên 4.0, chắc là chưa chưa tốt nghiệp đâu, nhưng mà đến bây giờ mà bạn học từ năm 2021 đến bây giờ mà được 4.0 trên 4.0 là rất là tốt rồi. Còn tiếp tục nữa, một cái điểm cộng nữa mà anh nghĩ là bạn nên show ra cho nhà tuyển dụng ở cái phần mà liên quan là nếu bạn phỏng vấn vị trí DA nhá, thì bạn nên show ra cho anh, giúp anh là cái kỹ năng mà bạn từng là trợ giảng của bộ môn Python của New, bởi vì là nếu mà các bạn là DA ấy, mà các bạn biết về Python, còn các bạn này còn tiếp tục các bạn làm trợ giảng của cái Python này nữa, thì sẽ là một cái điểm rất là cộng, rất là lớn, nên anh nghĩ là nên để cái chỗ nào mà nhà tuyển dụng dễ nhìn thấy nhất là được. Có tiếp tục nữa là liên quan đến các khóa học thì anh nghĩ là nó là rất là tốt rồi, nhưng mà anh nghĩ là liên quan đến một số cái key topic, ví dụ như là data modeling chẳng hạn, hay là một số cái topic về machine learning, thì anh nghĩ là em nên có thể là viết ngắn gọn lại được chưa, viết ngắn gọn lại, và những cái skill nào mình có thể là coi như là mình master, mình chắc chắn thì mình mới ghi vào, bởi vì đã anh gặp rất là nhiều trường hợp các bạn có ghi những cái skill mà các bạn có thể là nắm, có nghĩa là nắm nắm có nghĩa là biết được chưa, nhưng mà các bạn vẫn ghi vào thì nhà tuyển dụng sẽ tập trung hỏi xoay quanh những cái gì mà các bạn viết trên CV, đến lúc mà chúng ta khi mà chúng ta hỏi và chúng ta có thể là có những câu chúng ta trả lời được thì không sao đúng không, có những cái câu mà chúng ta không nắm chắc và chúng ta trả lời nó không đúng hoặc là không ổn hoặc chúng ta không biết thì sẽ gây ra ảnh hưởng đến cái chất lượng cái việc mà nhà tuyển dụng cái hướng đi mà quyết định mà nhà tuyển dụng là có quyết định là có offer em hay không. Còn tất nhiên là nếu mà trong trường hợp mà em master tất cả mọi thứ ở đây nhá, thì anh recommend là chúng ta nên ghi vào. Còn trong trường hợp mà chúng ta chỉ nắm sơ sơ qua thôi thì anh nghĩ là chúng ta nên ghi những cái gì mà chúng ta thật sự là ổn, được chưa? Diệp tiếp tục kéo xuống giúp anh phần liên quan đến technical skill đây. Phần này ví dụ những cái liên quan đến C này, liên quan đến Python này, liên quan đến A,
Thì hay là MySQL hay SQL Server, đấy là một trong những cái keyword mà nhà tuyển dụng có thể sử dụng để scan CV của chúng ta, để biết là chúng ta có những cái skill này hay không. Thì như anh có trao đổi, nếu mà chúng ta có những ghi những skill này ở đây rồi, thì khi mà nhà tuyển dụng search cái đây cái thì là nó sẽ show ra là có CV của em là có cái skill này. Đó là một trong những cái điểm cộng về phần này. Tiếp theo nữa về một số cái project ở đây thì anh thấy là ok, em có thực hiện diễn giải ra rồi, điều này là rất là tốt. Có thể là em kèm thêm cho anh là từng em có thể là vừa nãy anh thấy là có đường link về Git rồi, em biết dùng Git là rất là tốt, là một điểm cộng rất là lớn. Còn cái liên quan đến các cái project này thì em sẽ thực hiện giúp anh một cái việc là em sẽ đính kèm từng cái file code, cái source code của phần Git đấy vào từng cái project này. Đấy, được chưa? Để nhà ví dụ đọc cái project này cái người ta kích vào cái là người ta sẽ biết được là ok, cái project của em là gì, có thể vào được xem được luôn, đúng không? Đỡ phải nội lên trên và tìm. Đó là như thế. Còn liên quan đến cái bài bài nghiên cứu của em thì anh nghĩ là đây là một trong những cái điểm khá là kiểu ấn tượng, được chưa? Thì em cũng nên là để bên trên, mấy cái điểm ấn tượng thì chưa để đến bên dưới đâu. Được chưa? Mấy cái điểm liên quan đến các bài nghiên cứu về anh nhìn anh đọc thì anh đang nhìn thấy sơ qua là liên quan đến data, thì anh mong là em sẽ để lên bên trên để có thể là những cái gì quan trọng thì chúng ta nên nổi để nổi bật lên để cho nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy và quyết định được luôn là ok, em có phù hợp với cái công việc của chúng ta hay không. Đó, nó là những cái gì mà anh trao đổi. Thì có thể là CV thì chúng ta có thể rút ngắn lại một số nhé. Thường thường nhá, bọn anh đến bây giờ giống như là bọn anh bây giờ chẳng hạn, anh đi phỏng vấn cái CV của anh nó chỉ có một 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 mạch thôi, một trang thôi, không 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 có nhiều, bởi vì là tránh trường hợp là anh cũng cần từng rất là nhiều CV, nhiều khi viết dài thì nhà tuyển dụng cố gắng, tại vì là một 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 ngày thì nhà tuyển dụng có thể là lọc tầm 200 đến 300 CV, và chẳng hạn mà CV nào cũng viết dài thì cảm giác nó hơi là khó đọc, mất tập trung kiểu như thế. Thì em nghĩ là nên cô lại những cái gì mà thật sự cần thiết, thật sự mà chúng ta coi nó là master thì chúng ta mới cho vào. Đó là những cái gì mà ý kiến của anh. Ok, anh Quang có ý kiến gì về cái CV không ạ? Phi CV này không ạ? Anh thì thấy Trình cũng đã liệt kê tất cả những cái điểm mạnh và những cái điểm yếu của cái CV này rồi, thì anh thì cũng rất là ưng cái bạn này về cái cách trình bày. Đầu tiên cách trình bày là rất là rõ ràng, mạch lạc, đấy là cách trình bày mà anh nghĩ là phù hợp nhất đối với những người mà có cái tư duy theo DA, tức là những cái mục các phân chia các thứ là tương đối rõ ràng. Tất nhiên là như Trình vừa rồi chia sẻ là có những cái mục mà ví dụ là Python Teaching Assistant, là trợ giảng Python, thì đó là những cái mục mà có thể là mình nên bôi đậm, hay là mình nên như như ở dưới là cái phần course của em là có rất nhiều cái dòng bôi đậm, nhưng ở phần experience lại không có dòng nào bôi đậm. Thì anh cũng thấy là em nên tập trung vào những cái gì mà em thực sự có điểm mạnh. Còn các cái course này thì cũng như Trình chia sẻ, cố gắng là những cái gì mình thực sự master thì hãy ghi vào, còn những gì mà mình không master thì tốt nhất là mình cũng nên bỏ qua. Bởi vì trong quá trình phỏng vấn mà mọi người sẽ lần lượt hỏi em bất cứ một cái gì ở trên CV của em thôi, và những cái vấn đề đó mà lúc đấy em ấp ừ hay là em không trả lời được thì là nó sẽ làm cái buổi phỏng vấn của em diễn ra, cái chất lượng của buổi phỏng vấn của em đi xuống rất là nhiều. Thì đấy, anh cũng chỉ có một vài chia sẻ như vậy thôi. Thế còn CV này thì anh rất ưng. Ok ạ, thế về CV này thì em thấy các anh cũng nói khá là đầy đủ rồi, nên là em chỉ có một thêm một cái chia sẻ thực tế nữa thôi. Thì thường là mọi người sẽ rất là ưng những cái CV mà có đầy đủ những cái yếu tố mà anh em mình đưa ra, đúng không? Anh vừa có học vấn này, vừa có những kinh nghiệm, cũng như là vừa có những cái khóa học, vừa có những project, hay là thậm chí bạn này còn còn có cả những cái bài nghiên cứu khoa học nữa. Tuy nhiên thì em cũng có một chia sẻ thực tế là nhà tuyển dụng sẽ nhận được rất nhiều CV, và không hẳn là những cái CV tốt nhất sẽ là người được chọn. Có nghĩa là nói thế thì không hẳn là để các bạn ấy viết CV một cách kiểu gọi là qua loa hơn, mà chỉ đơn giản là để các bạn ấy có một cái tâm thế để hiểu có thể là CV các bạn ấy tốt như này, mà tuy nhiên về cái định hướng cũng như là về cái mức độ phù hợp với cái vị trí đang cần tuyển dụng nó chưa cần như vậy, thì cũng có thể là các bạn ấy sẽ không phù hợp và không apply thành công được cái vị trí đấy. Nên là đối với những cái
những cái việc mà các bạn ấy không apply thành công ở công ty nọ hay là bị từ chối ở công ty kia thì chị nghĩ là mọi người cũng nên bình thường hóa cái công việc đó, thì chỉ đơn giản là không phù hợp thôi. Giả sử như là ví dụ một cái công việc chỉ cần một bạn mà biết một cách cơ bản thôi, thì nhà tuyển dụng như bọn em thì cũng sẽ đánh giá là thực sự nếu mà bạn này vào một vị trí cần những cái kiến thức nó cơ bản ấy, thì nó sẽ hơi phí cho so với cái CV của bạn này. Nên là giả sử nếu mà bạn này có apply vào một vị trí nào đó mà bạn ấy không được nhà tuyển dụng process vào phỏng vấn tiếp theo, thì bạn ấy cũng đừng quá buồn và đừng quá nghi ngờ về khả năng của mình. Thì đấy là em mong muốn chia sẻ một số những cái kinh nghiệm thực tế, câu chuyện thực tế như vậy thôi. Thì chắc là trả mic lại cho MC nhé. Dạ vâng ạ. Em cũng xin cảm ơn những góp ý vô cùng là chuyên nghiệp và chi tiết từ các anh chị cho ba bản CV vừa rồi. Và ngay sau đây có lẽ là phần mà các bạn khán giả đang rất mong chờ, đó chính là phần Q&A. Các bạn khán giả thân mến, các bạn hãy đặt câu hỏi cho các anh chị diễn giả của chúng ta bằng cách chat vào box chat của team. Và ban tổ chức sẽ chọn những câu hỏi từ phần box chat trong xuyên suốt chương trình để gửi đến cho các anh chị diễn giả. Trước hết thì chắc là Thu Nguyệt xin phép được đọc các câu hỏi đã được các bạn khán giả gửi tới cho các anh chị trong quá trình điền đơn đăng ký tham gia sự kiện ạ. Câu hỏi đầu tiên từ một bạn khán giả có nội dung như sau, đó là em thấy hiện tại thì vị trí Intern Data Analyst khá ít và khó ứng tuyển thành công, thì mình có thể làm những công việc hoặc là vị trí như thế nào để có thể bổ sung hỗ trợ mình trong công việc phân tích dữ liệu sau này? Em cảm ơn các anh chị diễn giả ạ. Ở câu này thì em xin phép mời anh Quang có thể giải đáp cho các bạn khán giả được không ạ? Ok, cảm ơn em. Thì câu hỏi của bạn là tương đối thú vị. Thực ra thì anh cũng phải chia sẻ thì tình hình kinh tế của những năm gần đây thì nó tương đối khó khăn. Từ đại dịch Covid đến giờ là kinh tế của chúng ta đang gần như là trải qua một cuộc khủng hoảng. Và không phải là chỉ vị trí intern của data analyst là ít, mà gần như là intern của tất cả các ngành khác đều bị co rút rất là nhiều. Thì anh cũng giảng dạy rất là nhiều các bạn học viên về data analyst hay là business analyst, thì có nhiều bạn học viên thì cũng không tìm được công việc intern ở trong những ngành data analyst mà mọi người bắt buộc là phải chuyển sang những ngành khác. Thì anh cũng hướng dẫn mọi người chuyển sang những cái ngành phù hợp, ví dụ như nếu mà mọi người có thể nghiên cứu đến ngân hàng thì có những ngành liên quan đến quản trị rủi ro thì họ cũng sử dụng phân tích dữ liệu rất là nhiều. Hoặc là nếu mà mọi người muốn phù hợp vào sản xuất thì có những công việc liên quan đến SAP Consultant. Đấy là về cái tư vấn xây dựng hệ thống ERP. Hệ thống ERP đó tên là SAP. Thì bên chỗ FPT họ tuyển rất là nhiều. Bởi vì họ rất là triển khai, họ rất là mạnh cái việc mà triển khai mô hình ERP SAP đến cho tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nên đợt gần đây họ tuyển rất là nhiều và rất là nhiều vị trí rất là phù hợp đối với các em khi mà các em mới mà các em muốn học và muốn làm việc về phân tích dữ liệu, thì không có gì tuyệt vời hơn các em vào làm một cái hệ thống xây dựng phân tích. Bởi vì như Trình có chia sẻ từ ban đầu ấy, thì hệ thống ERP đó là một hệ thống liên hợp rất là nhiều các database, và cái cách mà kết nối, các cách xây dựng xong rồi sử dụng dữ liệu, phân tích dữ liệu, sắp xếp ở đâu, nó sẽ là những cái kinh nghiệm mà các em có thể gain được rất là nhiều. Và sau đó nếu mà em không thích nữa, các em chuyển ra các công ty khác thì nó cũng sẽ rất là phù hợp. Thì đấy, ngoài ra thì thực ra nghiệp vụ phân tích thì bây giờ nói cho rằng tất cả các công việc đều cần có nghiệp vụ phân tích và xử lý dữ liệu. Bây giờ mình nói chuyện mà không dùng dữ liệu thì làm sao mà có ai tin. Muốn thuyết phục sếp thì cũng phải có những cái bảng biểu, những cái con số làm sao cho sếp cảm thấy ưng ý. Thế nên là các em cũng có thể tìm hiểu những cái công việc khác như là planning hoặc là những cái công việc liên quan đến lập kế hoạch, quản trị. Thì anh thấy là trong cái giai đoạn khó khăn hiện tại thì mọi người có thể là sang những cái mảng khác thì để gain thêm kinh nghiệm. Còn nếu mà khi mà bắt đầu thị trường tuyển dụng bắt đầu là phát triển rồi, kinh tế phát triển rồi mà nhiều cái vị trí hơn, thì lúc ấy mọi người có thể nhảy sang, thì không, lúc đó mọi người sẽ không phải là intern nữa mà mọi người có thể quay lên mức junior hoặc là leader luôn. Thì đấy là một vài cái chia sẻ của anh. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn anh về những chia sẻ rất là thực tế vừa rồi. Thì chắc hẳn là các bạn khán giả của chúng ta đã phần nào hình dung được những khó khăn hiện tại trong các ngành nghề và tình hình chung hiện nay rồi. Một câu hỏi tiếp theo dành cho các vị diễn giả của chúng ta, đó là nếu chưa có kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực ứng tuyển thì ở phần kinh nghiệm làm việc thì mình nên viết gì ạ?
Em xin phép được là nghe những ý kiến chia sẻ từ phía chị Diệp được không ạ? Ok, cảm ơn câu hỏi của Nguyệt nha. Thì thực ra là chị cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi tương tự như thế này. Tại vì là không phải khi mà mình chưa start một công việc nào đó thì chắc chắn là mình cũng chưa có kinh nghiệm rồi đúng không? Thì như chia sẻ ở phần trước của chị ấy, thì đối với các bạn fresher thì bên các anh chị tuyển dụng thì sẽ quan tâm đến hai yếu tố trước đến khi trước cái yếu tố là kinh nghiệm làm việc, thì đầu tiên là nó sẽ liên quan đến về phần kiểu về cái phần background và phần knowledge của em. Thì đấy là cái phần đầu tiên. Thứ hai nữa là một số phần liên quan đến project, liên quan đến giải thưởng và liên quan đến những hoạt động ngoại khóa. Và phần thứ ba mới đến phần kinh nghiệm. Nên là nếu mà trong trường hợp mà các bạn ấy chưa có những cái kinh nghiệm cần thiết thì các bạn ấy hoàn toàn có thể không ghi cái phần kinh nghiệm này vào trong hồ sơ. Mà thực ra là nếu mà không ghi thì các bạn ấy cũng đừng quá lo lắng là nhà tuyển dụng sẽ đánh giá các bạn như thế nào. Mà nhưng mà khi mà chị nói thế thì cũng không hẳn là các bạn ấy cứ để trắng phần này và những cái phần kia các bạn ấy viết sơ sài thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng được. Mà các bạn ấy chị chia sẻ này để các bạn ấy biết được là cái thứ tự ưu tiên của nhà tuyển dụng khi mà tuyển bạn fresh, để các bạn ấy có thể trau dồi hơn những cái phần ví dụ như là liên quan đến học vấn, liên quan đến kiến thức của mình, liên quan đến những cái gọi là những cái hard skill của mình, ví dụ như là về ngôn ngữ, về những cái công cụ, và thêm nữa là cũng chăm chỉ tham gia những cái hoạt động ngoại khóa, hay là nếu mà bạn là một người hướng nội không thích hoạt động ngoại khóa thì mình có thể tham gia những cái hoạt động gọi là những cái dự án tự build, những dự án cá nhân của mình. Thì chị nghĩ đấy là cái hướng để các bạn có thể build một CV tốt để có thể gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng. Dạ vâng, em xin cảm ơn câu trả lời của chị. Có lẽ là các bạn sinh viên cũng đã không ngừng mở rộng óc quan sát và sự sáng tạo của bản thân để có thể đào sâu phân tích của yêu cầu của nhà tuyển dụng và điều chỉnh CV của bản thân cho thật phù hợp. Câu hỏi sau đây sẽ liên quan tới phần lập trình ạ. Ngôn ngữ lập trình dùng để phân tích dữ liệu hiệu quả nhất là gì? Có nhất thiết phải sử dụng được Python hoặc là ERP không ạ? Anh Trình ơi, anh có thể anh nhìn nhận thế nào về vấn đề này ạ? Okay. Anh thì anh nghĩ là mỗi một cái ngôn ngữ lập trình thì sẽ có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Python thì là dễ học, dễ viết, cũng như là có cộng đồng người dùng rất là lớn để chúng ta có thể hỗ trợ nhau trong khi mà chúng ta gặp vấn đề. Còn A thì là thường dùng nhiều các cái công việc mà liên quan đến thống kê. Với anh thì anh thường dùng Python nhiều hơn, bởi vì là đơn giản là anh được tiếp cận với nó đầu tiên, và anh đơn giản anh giỏi Python hơn là A. Và cái tiếp theo nữa là nó liên quan đến cái việc mà các bạn sẽ thực hiện là phụ thuộc cái công việc mà các bạn đang dự định hướng đến xử lý là cái gì. Được chưa? Nếu mà cái công việc của bạn hướng đến cái việc là thống kê rồi kiểu liên quan đến xác suất thống kê các kiểu, thì anh khuyên là mọi người nên sử dụng R hay là A đấy ạ. Còn nếu mà công việc của mọi người mà liên quan đến phân tích dữ liệu, phân tích insight bên trong dữ liệu mà mọi người lại có kiến thức về Python, thì anh nghĩ là nên mọi người nên dùng Python. Còn nữa là còn tùy thuộc vào cái trình độ của mọi người nữa. Nếu mà mọi người là kiểu master về Python thì anh nghĩ là mọi người sẽ sử dụng Python để giải quyết rất nhiều vấn đề. Còn nếu mà mọi người master về A thì mọi người lại dùng A để giải quyết rất nhiều vấn đề. Chung quy lại là nó sẽ phụ thuộc vào việc là trình độ mọi người ra sao, công việc mọi người muốn xử lý sẽ như thế nào. Tiếp theo đấy về đến cái việc là Python hay là A có phù hợp với cái công việc của bạn hay không. Dạ ok, vâng, em đó xin là cảm những ơn cái gì chia mình sẻ chia của sẻ. anh. Dạ vâng ạ, công cụ nào thì cũng đều rất là hữu hiệu và mỗi loại thì sẽ có một điểm mạnh riêng. Việc lựa chọn công cụ nào thì các bạn sinh viên cần đánh giá dựa trên những cái yêu cầu nghề nghiệp và cả khả năng của bản thân nữa. Hiện tại thì em đang nhìn thấy rất nhiều những câu hỏi từ phía các bạn khán giả rồi. Đầu tiên thì cho phép em được đọc câu hỏi của bạn Trần Quang Huy. Một câu hỏi có nội dung như sau ạ. Mình muốn hỏi là lộ trình học DA, các khóa học phù hợp và liệu trong 2 năm thì có thể học được những kiến thức cần thiết cho nghề DA không? Và mình cũng muốn là hỏi thêm những kỹ năng cần thiết để apply DA. Dạ, vâng ạ.
Phần với câu hỏi này thì không biết là em có thể xin tư vấn từ phía anh Quang được không ạ? Ok thì thực ra cái lộ trình mà anh nghĩ là 2 năm là tương đối đủ để em bắt đầu cái công việc liên quan, những cái việc học liên quan đến để chuẩn bị để đặt cho mình apply cho công việc data analyst. Thì 2 năm đó thì em có thể bắt đầu xây dựng nền tảng từ từ những cái SQL, những cái công cụ, sử dụng các công cụ kỹ năng. Sau khi các em bắt đầu từ với SQL này, xong rồi đến Python này, xong rồi đến Power BI này, thì đó là những ba cái công cụ mà anh nghĩ là những cái cơ bản nhất và có thể sử dụng, và gần như là tất cả các data sẽ được sử dụng. Thì sau khi mà mình master được những cái công cụ này thì các em sẽ hiểu được, các em sử dụng quen là các em sẽ hiểu được cái mindset, các cái kỹ thuật, các cái nền tảng, cái bên trong cái engine engine của các cái công cụ này nó đang xử lý, nó vận hành như thế nào, và từ đó các em hiểu hơn được cái cơ chế hoạt động, cái cách xử lý các vấn đề của một data analyst. Thì anh biết là bên chỗ trung tâm Data Box thì có rất là nhiều, có một cái lộ trình là tương đối đầy đủ, thì như là nó chỉ đâu đó khoảng 8 tháng đến 1 năm thôi. Thì trong 1 năm sau thì các em hoàn toàn có thể là bắt đầu tham dự vào những cái cuộc thi này, hoặc là các em đi xin làm intern, hoặc là những thực tập ở tất cả những công ty khác, hoặc là đấy cuộc thi này, hoặc là làm những dự án cá nhân mà các em theo đuổi để các em chuẩn bị cho cái quá trình. Thì anh nghĩ là 2 năm là phù hợp. Tất nhiên là mọi người cũng nên lưu ý là mọi người lên trau dồi thêm cả kiến thức tiếng Anh nhé. Cứ mọi người trau dồi những cái công cụ, nhưng mà cái vấn đề giao tiếp của mọi người mà bởi vì thường là các cái công việc liên quan đến data list hiện tại thì các cái tài liệu hay là các vấn đề thì thường được giao tiếp bằng tiếng Anh. Nếu mà mình không mình chỉ sử dụng đúng ngôn ngữ tiếng Việt thôi thì anh nghĩ là cái hành trình tìm kiếm việc của mình nó sẽ vẫn tương đối khó khăn. Thì 2 năm đấy thì em vừa có thể trao đổi tiếng Anh và vừa có thể làm MBA, học để làm MBA. Anh thấy là phù hợp. Dạ vâng, anh Trình ơi, anh có thể cho chúng em thêm cái ý kiến về câu hỏi này được không ạ? Nghĩ là trước tiên là các bạn cần, bác bảo là 2 năm, nhưng mà nếu như mà các bạn phải cho anh biết được là cái thời gian cụ thể nữa cơ, là 1 ngày các bạn dành ra bao nhiêu tiếng, 2 năm mà 1 tháng các bạn dành ra 1 tiếng, hoặc là hai hai năm mà 1 tháng các bạn dành ra 1 ngày, thì thật sự là nó không 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 ổn lắm, đó là như thế. Còn để mà 2 năm mà mỗi ngày chúng ta dành ra được 1 đến 2 tiếng thì là quá tuyệt vời rồi, nhưng mà anh nghĩ là tất cả mọi thứ nó phải kiên trì, được chưa? Không thể nào mà chúng ta dồn là trong 2 năm mà chúng ta chỉ học trong vòng liên tục trong 2 tuần liên tục để ra được cái outcome được, kiến thức hay là kinh nghiệm, nó đến theo kiểu mà mưa dầm thấm đầu với mọi người ạ. Thì anh muốn là mọi người sẽ dành ra, ví dụ hàng ngày chúng ta đi làm về, làm hay là chúng ta đi học về, thì chúng ta sẽ có khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi gì đó, nhiều thì là 2 tiếng, cố gắng là học theo một cái lộ trình nào đó, theo một carry check nào đó, thì là sẽ, anh nghĩ là sẽ đạt được thôi. Còn các cái skill thì như là anh có trao đổi ở ngay từ ban đầu rồi. Anh nghĩ là mọi người nên biết về, thứ nhất là DA là chắc chắn phải biết về SQL rồi, Excel rồi, về Power BI, tiếp theo nữa là đến Python. Còn tiếp theo nữa thì mọi người sẽ biết đến một số cái kỹ năng khác khi mà mọi người trở thành những cái người như là senior nhá, thì mọi người phải biết một số kỹ năng khác. Anh lấy ví dụ ở đây, ví dụ cách xây dựng về data warehouse hay là data modeling chẳng hạn như thế, thì mọi người cần phải biết cái cách ở đây, hay là cái cách mà mọi người thực hiện xây dựng về metadata, master data, hay là mọi người cách quản trị dữ liệu, data governance hay là data management. Thì đấy là những cái mà khá là xa xôi đúng không, nhưng mà chúng ta sẽ hướng đến, bởi vì đơn giản chúng ta không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta sẽ là freelancer, mà mục tiêu cuối cùng của chúng ta sẽ trở thành một cái expert trong cái cơ ngành khoa học dữ liệu này. Nên anh nghĩ là không sớm thì muộn thì chúng ta cũng phải có một hoạch định, con đường cho chúng ta để chúng ta có thể tiếp tục bước đi được. Đấy là những cái gì mà anh chia sẻ. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Chắc là chúng em sẽ xin phép được đọc câu hỏi cuối cùng, đó là em xin chào các thầy cô, các anh chị diễn giả và ban tổ chức. Em có câu hỏi muốn dành cho các anh chị diễn giả, đó là các chứng chỉ chứng nhận khi mà tham gia vào khóa đào tạo kỹ năng, câu lạc bộ hay là các cuộc thi đều phải có một
điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng phải không ạ? Em cảm ơn ạ. Chị Diệp ơi, chị có thể giúp em trả lời câu hỏi này được không ạ? Ok rồi, câu hỏi của bạn thì sẽ là những người mà có những cái chứng chỉ tham gia câu lạc bộ hay là tham gia những khóa học thì có phải là một điểm cộng không đúng không? Thì chị nghĩ đấy thì nó sẽ không thể nào gọi là một điểm cộng được, và nó sẽ là một trong những cái ưu tiên của các bạn khi mà các bạn ứng tuyển vào vị trí fresher nha. Thì tại vì khi mà mình làm một cái công việc nào đó mà ví dụ như là tham gia câu lạc bộ hay là tham gia các khóa học chẳng hạn, mà mình có ít nhất là có một cái chứng nhận, thì chị nghĩ đấy cũng là một cái gọi là một cái minh chứng là thực ra nhà tuyển dụng cũng chưa thể nào biết ngay được khi mà nhìn vào CV các bạn là cái trình độ sử dụng về những cái công cụ hay là những cái kỹ năng của các bạn đến đâu. Tuy nhiên ít nhất thì mình cũng sẽ có một cái minh chứng là bạn đã tham gia đủ cái số lượng của thời gian học hay là đã có một cái sự đóng góp nào đó cho một cái tổ chức nào đấy, và bạn đã được ghi nhận về cái thành tích hay là về cái sự đóng góp đó, thì chị nghĩ đấy cũng là một trong những cái điểm ưu tiên của các bạn. Còn nếu mà các bạn đặc biệt hơn nữa là các bạn chưa nếu mà chưa có kinh nghiệm ấy, thì như chị đã nói thì các bạn càng phải trau dồi những cái mà liên quan đến những cái chứng chỉ, mà chị nghĩ là nhất là những cái chứng chỉ mà được cấp bởi những bên uy tín, ví dụ như là chứng chỉ của Microsoft chẳng hạn. Thì theo chị nhớ là bên Dataport thì là đối tác của Microsoft đúng không? Thì đó cũng là một cái cách mà mình sẽ tiếp cận đến những cái chứng chỉ quốc tế một cách có thể là một cách chính thống hơn. Thì đấy là câu trả lời của chị. Dạ vâng, em cảm ơn chị Diệp về những cái chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi. Em cũng rất là cảm ơn các anh chị vì đã dành thời gian tham dự với chúng em buổi talk show này. Các bạn khán giả thân mến ơi, rất tiếc là thời lượng chương trình có hạn. Chính vì vậy mà Thu Nguyệt xin phép phải dừng phần Q&A ở đây. Hy vọng là giải đáp vừa rồi đã giúp các bạn tìm ra lời giải cho những thắc mắc của mình.